cầu đang bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu cái xuất hóa đơn, đúng không ạ? Và khi mà yêu cầu cái xuất hóa đơn, quản lý thật chặt hóa đơn, thì nhiều cái sang bảo là bọn em chắc là phải đóng cửa. Đấy. Cũng có rất nhiều lý do, nhưng mà một trong những lý do đấy là khi mà người ta làm chặt thì sẽ rất là công khai số liệu và rất là nhiều bên rất là áp lực. Đấy, thế cho nên là phương pháp đầu tiên xin thưa mọi người để người ta kiểm tra một dấu hiệu của một doanh nghiệp, đấy là phương pháp so sánh doanh thu của các năm. Mọi người nhớ nhé, người ta sẽ bắt đầu từ doanh thu và phương pháp rất là đơn giản là người ta sẽ so sánh doanh thu của các năm. Đấy là phương pháp gọi là so sánh số tuyệt đối. Người ta có thể so sánh doanh thu của năm trước, năm sau của một doanh nghiệp để tìm xem là cái doanh thu của doanh nghiệp đấy có biến động hay không. Đấy. Biến động là người ta sẽ đặt ra vấn đề khác nhé. Nếu mà biến động theo xu hướng giảm, người ta sẽ đặt ra vấn đề. Và biến động theo xu hướng tăng, chắc chắn họ sẽ đặt ra vấn đề. Còn vấn đề như thế nào thì cứ hậu xét, chúng ta cứ xem xét đã. Thế cho nên là có một phương pháp rất là đơn giản thôi. Cái này có khi ai cũng biết, nhưng mà nói ra thì chúng ta cũng mới giật mình, chúng ta để ý là hóa ra nó như vậy. Đấy gọi là phương pháp so sánh. Thì người ta có thể so sánh doanh thu của 2 năm, so sánh doanh thu của 2 năm của một doanh nghiệp để tìm cái sự biến động, so sánh doanh thu 3 năm của một doanh nghiệp, và có khi người ta phát hiện là rất là nhanh mọi người nhé. Bởi vì có khi ấy, năm trước anh làm ăn thật, năm sau anh lại vui vui anh đi bán hóa đơn, hoặc là có người nhờ xuất anh lại xuất hóa đơn, hoặc có khi năm ngoái doanh thu anh rất là cao nhưng năm nay lại do anh tìm ra được phương pháp trốn thuế anh không xuất hóa đơn lẻ nữa, thì doanh thu thể hiện của anh lại rất là thấp. Đấy, cơ quan thuế người ta sẽ kiểm tra và rất nhiều người người ta sẽ kiểm tra, đấy là gọi là phương pháp so sánh số tuyệt đối doanh thu, chi phí, lợi nhuận của 2 năm với nhau hoặc các năm với nhau để người ta tìm ra. Và rất nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi là bảo là làm việc cứ hỏi tôi bảo là thầy ơi, hôm trước em làm việc với các chị bảo là ui giời chị bận lắm, chị chưa có thời gian để chị xem số liệu công ty em. Bạn bảo là ui giời, tính ra người ta cũng bận nhỉ thầy nhỉ, họ chưa xem số liệu công ty em họ đã xuống rồi. Theo các bạn là những cái câu đấy là đúng hay không đúng á? Theo em người ta bảo là người ta chưa hề xem số liệu công ty em là đúng hay không? Theo mọi người ạ. Tôi chả quan tâm đến đúng hay không, nhưng mà sao chúng ta phải tin những cái điều đấy? Đúng không? Chúng ta đừng bao giờ tin những cái câu nói chuyện chơi như vậy, bởi vì làm việc là chúng ta làm việc theo pháp luật, chúng ta làm việc theo kinh nghiệm. Chứ bây giờ chúng ta có phải là 18 tuổi đâu mà chúng ta tin là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau suốt đời, với lại tình của em là tình đầu cũng là tình cuối. Nó làm sao mà tin những cái câu đấy được? Cho nên làm việc là không tin những cái câu nói. Đúng không? Chúng ta không thể tin là người ta chưa hề đọc. Xong người ta hỏi vu vơ là ơ thế doanh thu của em năm nay bao nhiêu? Đấy. Thế doanh thu của năm sau của em bao nhiêu? Ui ôi sao doanh thu tăng gấp 3 lên vậy nhỉ? Chị còn chưa xem số liệu của công ty em cơ. Không thể nói thế được. Vì những cái câu đấy là những câu nói vui thôi. Chúng ta có thể không quan tâm đến người khác, nhưng mà người ta, việc của người ta chắc chắn người ta phải quan tâm. Cho nên mọi người hạn chế bị va vào những cái câu nói kiểu như vậy nhé. Đấy, là chia sẻ mọi người để các anh chị cùng hiểu. Cho nên đầu tiên sẽ so sánh cái số của các năm của một công ty. Thế một phương pháp thứ hai ạ. Phương pháp thứ hai rất là đơn giản thôi. Là họ sẽ so sánh doanh thu hoặc là chi phí hoặc là lợi nhuận của công ty chúng ta với một công ty khác. Đấy, người ta sẽ so sánh. Ví dụ bây giờ tôi đang làm trong lĩnh vực nhà hàng. Thì hiện nay là chi phí nguyên vật liệu của bọn tôi là ví dụ nhà hàng sushi, chi phí nguyên vật liệu nó rơi vào khoảng độ 30%. Đấy. Thế nhà hàng khác chi phí nguyên vật liệu có 20% thôi. Thì họ sẽ so sánh, họ bảo là chi phí nguyên vật liệu của bên tôi cao hơn bên bên người khác. Thì theo mọi người thì đã được kết luận như vậy chưa? Ví dụ cùng là sushi cả mà bên tôi chi phí nguyên vật liệu chiếm 30%, mà bên nơi khác chi phí nguyên vật liệu chiếm 20% thôi. Thì theo các bạn là như vậy là đã được phép loại 30% chi phí của chúng tôi chưa? Ấy thì mọi người sẽ thấy là đã được loại chưa? Đương nhiên là chưa được loại. Bởi vì sushi hay không sushi nó có rất nhiều kiểu. Đúng đấy ạ. Nó giống như đơn giản như quán phở chẳng hạn nhé.
Bán phở cơ cấu chi phí nó rất là khác nhau. Có ông chi phí mặt bằng rất là cao, nhưng chi phí nguyên vật liệu lại thấp. Đấy. Có ông mặt bằng chi phí rất là thấp, mà nguyên vật liệu rất là cao. Thì mọi người phải hiểu rằng khi người ta đặt câu hỏi như vậy, thì chúng ta cũng đừng có vội sợ. Nhiều bạn bảo là, ui, bọn em làm bên, tại sao tôi đang làm tư vấn cho một công ty chuyên về lĩnh vực gọi là thiết kế xây dựng, thiết kế công trình. Cái phần công ty tôi là phần tiền lương là nó chiếm đến 70% chi phí. Thì mọi người biết là lương mà chiếm đến 70% chi phí ấy, thì các chi phí còn lại sẽ rất là ít. Và bọn tôi sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập cá nhân rất là cao, đúng không? Bởi vì lương nó chiếm 70% rồi. Đấy. Thế là đợt đấy tôi trao đổi với một anh. Tất nhiên tôi cũng không tiện, tôi nói rõ ràng đâu. Tôi trao đổi với một anh thì anh bảo là bên em là lương là 70% là quá cao. Bởi vì anh làm việc với một bên khác thì lương có 50%. Còn 50% họ là chi phí khác. Cho nên là anh nghĩ là cái 20% chi phí lương đấy thì bọn em mặc chi phí không hợp lý. Thì tôi nói vui vui thôi, hôm đấy thì tôi nói chuyện rất là vui thôi. Tôi bảo là nếu mà anh cảm giác không hợp lý ấy, thì anh cứ đưa vào biên bản. Tuy nhiên là đưa vào biên bản thì cũng phải có cơ sở anh ạ. Bởi vì thứ nhất là mỗi công ty có cái bí quyết kinh doanh khác nhau. Và thứ hai là nếu mà nói là không hợp lý thì phải có cái cơ sở để loại chi phí ra. Chứ còn không thể nói là do người ta 50% mà bọn em 70% lấy được. Nhỡ may công ty kia người ta mua hóa đơn thì sao? Sau này thì đúng là cái bọn tôi tìm hiểu thì phải phát hiện ra là cái công ty kia nó mua hóa đơn. Thì nó mua hóa đơn đầu vào thì đương nhiên là thuế giá trị gia tăng của nó sẽ nộp ít đi, đúng không? Và tiền lương của nó ít hơn thì thuế thu nhập cá nhân của nó ít hơn. Cho nên đấy để mọi người hiểu được là so sánh số tuyệt đối. Chúng ta có thể so sánh các năm của một công ty với nhau. Còn phương pháp thứ hai là chúng ta có thể so sánh số liệu của các công ty với nhau. Để chúng ta bước đầu chúng ta đánh giá được cái chuyện về thuế, chuyện về báo cáo. Thế so sánh số tuyệt đối thì chúng ta đã có số tuyệt đối, chúng ta lại có một dạng so sánh nữa là so sánh số tương đối. Bây giờ tôi giả sử cho mọi người này, thì mọi người xem là công ty sai đúng nhé. Ví dụ một công ty mà cái tỷ lệ ra vốn mà chia cho doanh thu nó bằng 1,2 đi, và một công ty mà ra vốn chia cho doanh thu là bằng 0,8 đi, thì theo các bạn là công ty nào đúng và công ty nào sai? Công ty nào hợp lý, công ty nào không hợp lý? Cả lớp, một cái là 0,8 nhá, còn một cái là 1,2. Đấy, mọi người cứ comment mạnh dạn vào cho tôi xem nào. Ôi làm việc cái này là chúng ta đôi khi là đi làm thì căng thẳng, chúng ta cũng phải bốc phét tí chứ, chả nhẽ là cứ cứ chúng ta cứ lúc nào chúng ta căng thẳng thì tôi nghĩ là không nên, đúng không? Rồi, 18 bạn comment. Công ty một sai. Rồi, rất nhiều bạn có quan điểm khác nhau. Rồi, có bạn thì bảo giao vốn không thể cao doanh thu. Rồi, rất nhiều bạn sẽ luận là... Rồi. Có mấy quan điểm khác nhau. Ok. Đấy, mọi người thấy không? Làm việc chúng ta cứ phải bôi ra chúng ta mới phân tích được. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ máy móc quá thì chúng ta không thể phân tích được, đúng không? Cuộc chơi nó là phải như vậy. Bao giờ cuộc chơi nó phải đa dạng. Chứ còn cuộc chơi mà nó không đa dạng thì lại... Cuộc chơi thì nó phải đa dạng. Rồi, rất nhiều bạn trả lời khác nhau. Thế bây giờ có một cái quan điểm, rất nhiều anh chị bảo là cái công ty một là sai. Rất nhiều quan điểm của các anh chị là công ty thứ nhất là sai, bởi vì giá vốn là không được cao hơn doanh thu.
Đấy. Đó. Và như vậy là không chấp nhận được. Thế bây giờ sẽ đặt lại câu hỏi nhé. Thì nếu mà sai thì căn cứ nào chúng ta kết luận là sai? Đấy, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải nói là căn cứ pháp luật nào quy định là giá vốn là không được cao doanh thu? Thì mọi người có thể trả lời được giúp tôi không ạ? Đây là phân tích báo cáo tài chính nhưng kết hợp vào pháp luật luôn. Đấy, pháp luật văn bản nào quy định là giá vốn không được cao hơn doanh thu? Đúng không? Rồi một bạn bảo định mức, rồi một bạn nói là giá thị trường. Đấy, mọi người thấy không ạ? Rõ ràng là đôi khi là chúng ta hay hay bị người ta nói là không được phép, đúng không? Nhưng mà bảo là tại sao không được phép thì lại không thấy nói. Ví dụ giống như là phụ nữ là không được phép có ý là phụ nữ là lương không được cao hơn chồng, nhưng mà là quy định nào về pháp luật có cái này thì tôi cũng dám khẳng định với mọi người là cũng chẳng có văn bản nào dám quy định là giá vốn không được cao hơn doanh thu đâu. Tôi dám khẳng định với mọi người luôn, với chính tôi mà dân luật này thì không có văn bản nào quy định về cái đấy cả. Mà thế lại đặt ra một câu hỏi này, có thể là cái giá vốn cao doanh thu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chi phí sản xuất của chúng ta cao hơn cho nên giá vốn nó cao. Nguyên nhân thứ hai là do chúng ta bán thấp hơn so với giá vốn. Thì lại đặt một câu hỏi thứ hai là có quy định nào cấm chúng ta bán hàng thấp hơn giá vốn không ạ? Theo mọi người, có quy định nào mà cấm bán hàng thấp hơn giá vốn không? Đây các bạn thấy chưa? Cho nên là nhiều khi làm việc để vui là phải ra vui, mà đã là đạo lý là phải nói đạo lý đến cùng, đúng không? Đấy, ví dụ giống như là nhiều người bảo không được, anh làm sao anh được phép bán thấp hơn giá vốn? Nhưng tôi bảo là thế tại sao không được bán thấp hơn giá vốn? Cho nên đấy là người ta nói theo kiểu đúng theo kiểu gọi là lý luận, gọi là tư duy biện chứng đấy. Vâng, chính xác, có một số ngành quy định. Nhưng mà đấy là một số ngành là nó phải dựa vào luật giá. Đó, luật giá của nhà nước người ta có quy định thì mới được quy định. Còn ngành nào mà không thì không. Như đợt vừa rồi ngành xăng dầu là đang bị đấy. Ngành xăng dầu là gì ạ? Mua và bán là nó có quy định rất là chặt chẽ về giá. Và doanh nghiệp xăng dầu họ chỉ được hưởng một chút ở trong cái khoảng giữa đấy thôi. Và nếu mà không cẩn thận là doanh nghiệp xăng dầu là sẽ thua lỗ. Cho nên đợt vừa rồi có nhiều cây xăng họ sốc, họ cũng không dám bán xăng dầu nữa. Nhưng mà tuyệt đại đa số là các cái mặt hàng, các ngành nghề của chúng ta ấy, là người ta không có quy định. Thế bây giờ ví dụ giống như là cái giá vốn mà trên doanh thu bằng 0,8 thì đã đáp ứng được chưa? Nếu mà giá vốn mà trên doanh thu là 0,8 thì liệu đã hợp lý hay chưa? Theo mọi người, nếu mà trên báo cáo tài chính của mọi người mà cái giá vốn trên doanh thu nó là 0,8 thì liệu đã được người ta chấp nhận không? Liệu con số đấy là ổn chưa? Giả sử thế, liệu chúng ta báo cáo giá vốn thấp hơn doanh thu thì cơ quan chức năng người ta đã chấp nhận chưa? Xin thưa mọi người là người ta cũng chưa chấp nhận đâu. Bởi vì người ta phải kiểm tra lại cái con số 0,8, chưa chắc con số 0,8 là chính xác đâu ạ. Mọi người công nhận điều đấy. Đấy, cho nên là rõ ràng là chúng ta sẽ thấy nhá, qua đây là tôi lấy hai cái ví dụ nho nhỏ thôi để chúng ta biết đây gọi là phương pháp so sánh số tương đối, tức là chúng ta tính các cái tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của các năm, hoặc là chúng ta tính tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của các doanh nghiệp khác nhau thì chúng ta gọi là phương pháp tương đối. Chúng ta so sánh hai cái con số tương đối, hệ số tương đối cũng được. Đấy là một cái phương pháp kế toán mà chúng ta ít dùng, nhưng mà về phân tích thì chúng ta hay dùng. Chúng ta dùng để chúng ta chỉ ra được là mỗi doanh nghiệp có một cái đặc thù khác nhau. Cho nên khi mà làm việc ấy, thì chúng ta cũng phải có một cái nguyên tắc rất là đơn giản thôi. Chúng ta phải cực kỳ là tự tin. Mà muốn tự tin thì chúng ta phải tìm hiểu văn bản pháp luật rất là kỹ. Cho nên rõ ràng là nhiều anh chị, ví dụ là chúng ta luôn luôn là có một cái tư tưởng là không được bán hàng thấp hơn giá vốn. Đấy, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là doanh thu chúng ta cứ cao hơn giá vốn là sẽ được chấp nhận, thì cái đấy là không được đâu ạ.
chúng ta chưa thể khẳng định điều đấy được đâu. Cho nên là cái con số chúng ta tính ra mới là trên cơ sở tham khảo thôi. Nhưng mà để người ta kết luận chúng ta vi phạm thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì thời điểm cuối năm thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể là giá vốn sản xuất nó cao, nhưng mà giá bán chúng ta thấp, chuyện bình thường. Bây giờ như ngành dệt may thì giá vốn của chúng ta đến cuối năm quần áo mùa hè thì phải bán thấp hơn quần áo mùa đông. Tôi lấy một cái ví dụ rất là kỳ quặc thế này cho mọi người hiểu nhé. Bởi vì tôi làm tư vấn cũng khá là nhiều, thì tôi sẽ chứng minh cho mọi người cái giá vốn trên doanh thu có thể cao chót vót được. Tôi làm một công ty truyền thông, đợt trước tôi làm tư vấn cho một công ty truyền thông, tôi làm nhiều lắm. Xin thưa mọi người là sau khi tốt nghiệp mà đúng chuyên ngành kế toán này, học kinh tế quốc dân thì tôi thì mười mấy năm, gần 20 năm tôi chỉ có làm dần kế toán với lại đặc biệt kế toán thuế, kế toán quản trị, kiểm toán. Tôi cũng va chạm khá nhiều công ty. Cái công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông ấy thì người ta sống bằng cái gì? Thì người ta sống bằng hai nguồn. Nguồn thứ nhất, người ta mua phim về để người ta bán, mua phim nước ngoài về xong rồi người ta lồng tiếng, người ta thuyết minh, rồi người ta edit lại để người ta bán. Cái thứ hai, người ta sống bằng một cái nghề là nghề bán quảng cáo. Thì các bạn có thể nghe hơi lạ đúng không? Tại sao lại công ty truyền thông lại đi bán quảng cáo? Tức là họ sẽ sản xuất những cái chương trình truyền hình rất là nhỏ, những cái phim ngắn ấy. Xong rồi họ sẽ bán cho đài truyền hình. Thì đài truyền hình có tiền để trả không ạ? Theo mọi người, đài truyền hình, ví dụ đài truyền hình Việt Nam mà mua những cái phim ngắn của các nhà đầu tư ấy, thì họ có tiền để họ trả không? Đương nhiên là họ không có tiền họ trả đâu. Thế là họ sẽ cho mình cái gì ạ? Cho mình các cái phút chen giữa các cái chương trình để chúng ta quảng cáo. Thì đấy gọi là các cái phút quảng cáo. Thì khi mà tôi trao cho họ các cái phim ngắn thì họ sẽ trao cho tôi các cái phút quảng cáo. Thì thông qua một bộ phim như vậy thì tôi trao cho họ, thì tôi nhận về phút quảng cáo, thì tôi sẽ tính ra được cái giá vốn của các cái phút quảng cáo đấy. Và bọn tôi sẽ còn tồn kho một cái gọi là tồn kho phút quảng cáo mọi người ạ. Cái này ngày xưa làm việc với cơ quan chức năng và nhiều anh chị tôi giải thích rất là lâu người ta mới hiểu. Tức là tồn kho của bọn tôi là tồn kho phút quảng cáo. Chúng tôi sản xuất phim, chúng tôi bán lại cho đài, đài sẽ cho bọn tôi phút quảng cáo. Và cái phút quảng cáo đấy đương nhiên là bọn tôi sẽ không sống được bằng cái phút quảng cáo đấy. Và bọn tôi sẽ đi bán cái phút quảng cáo đấy. Thì bây giờ tôi sẽ bán phút quảng cáo đấy và tôi thu lại tiền. Tuy nhiên là mọi người cũng hiểu là có những cái giai đoạn cái phút quảng cáo nó trở nên vô giá. Ví dụ mọi người nhớ năm 2018 khi mà đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta vào chung kết của cái giải U23 châu Á. Thì cái phút quảng cáo đấy hoặc là 30 giây quảng cáo đấy nó lên đến mấy trăm triệu. Nhưng mà có thời điểm đội tuyển Việt Nam như đợt vừa rồi thua rất là sớm. Thì cái phút quảng cáo đấy không còn giá trị nữa. Thế nên là bọn tôi ví dụ để sản xuất ra được cái chương trình và bọn tôi đổi lấy phút quảng cáo đấy thì bọn tôi phải mất khoảng độ ví dụ 30 triệu cho một phút quảng cáo. Nhưng đến khi bọn tôi bán ra được có 10 triệu, có khi 5 triệu cũng không ai mua. Mọi người hiểu bản chất chưa? Giống như đội tuyển quốc gia Việt Nam đợt này chuẩn bị đá bóng ấy, mà đài truyền hình quốc gia Việt Nam còn không mua bản quyền. Bởi vì họ đoán rằng là đội tuyển của Việt Nam ấy họ sẽ không vào được sâu. Cho nên mua bản quyền mà không quảng cáo được, hoặc là không đơn vị nào mua lại quảng cáo, thì đài truyền hình sẽ thất bại. Thế nên mọi người thấy sau thời kỳ ông huấn luyện viên Park Hang-seo ấy, thì gần như các đài truyền hình rất là ngại mua bản quyền bóng đá. Bởi vì cái tiền thu được về từ quảng cáo không bù đắp được cái chi phí thuê mua bản quyền truyền hình. Thế nên mọi người thấy đây là một câu chuyện nghe hơi lạ một chút để các anh các chị hiểu. Là chúng ta tôi nhận được cái phút quảng cáo, và cái phút quảng cáo đấy được đánh đổi bằng các chương trình của tôi sản xuất ra. Và đến một cái thời điểm nhất định mà bọn tôi không bán được cái phút quảng cáo đấy thì bọn tôi phải bán thanh lý. Cái phút quảng cáo đấy bọn tôi chỉ được 6 tháng, trong 6 tháng bắt buộc phải bán, không bán được là bỏ đi hết. Cho nên đến cái sáng thứ 6 ấy thì bọn tôi bán giá 1 triệu, 2 triệu một phút bọn tôi cũng vẫn phải bán. Thì lúc đấy có khi doanh thu nó chỉ bằng 1 phần 10 của giá vốn thôi. Mọi người hiểu cái đấy rồi chứ ạ? Để chứng minh cho mọi người là đấy là thực tế. Và thứ hai là cũng không có cơ quan
nhà nước nào cấm cái việc chúng ta bán hàng thông thường, tôi nhấn mạnh lại là bán hàng thông thường nhé, thấp hơn giá vốn cả. Nhưng mà có một cái nhược điểm là rất nhiều anh chị lâu nay là hay mặc định, và rất nhiều anh chị là lâu nay bị một cái thói quen tôi nghĩ là không tốt. Đấy là thói quen mọi người hay hỏi vui vui trên diễn đàn. Thực ra diễn đàn cũng nhiều anh chị cũng giỏi, nhưng mà tôi thấy thực sự mà nói là diễn đàn nhiều bạn cũng không nắm được, nhưng mà là hay trả lời. Tôi nói thật với mọi người, tôi gần như tôi không vào diễn đàn, tôi comment, tôi trả lời đâu. Lý do rất là đơn giản, là nhiều bạn không biết gì, tôi không thích trao đổi với các bạn đấy. Ví dụ tôi tư vấn cho một bạn ấy, có bạn thì bạn không tin, có bạn thì bạn ấy lên, bạn ấy cà khịa lại tôi. Thực sự là tôi không có thời gian rảnh để tôi cãi nhau với những người như vậy. Đúng không? Bạn Ngân, nếu là hàng kinh doanh thương mại thì lý do bán thấp hơn là không hợp lý. Cái này thì cũng không nói thế được bạn Ngân ạ, bởi vì thấp hơn cũng vẫn hợp lý thôi. Một doanh nghiệp khi mà chúng ta, mọi người biết, một doanh nghiệp khi mà chúng ta gặp khó khăn ấy, thì xin thưa mọi người là đến nhà của giám đốc còn bán, chứ còn mặt hàng thương mại thì cũng là mặt hàng rất là thông thường thôi. Nhà nước không có quản lý giá bạn ạ, bạn cứ bán đi, cũng để xử phạt được các bạn ấy cũng không phải là câu chuyện đơn giản đâu. Cho nên bạn cứ chấp nhận cái quan điểm mở của tôi đi ạ. Chứ còn nếu mà chúng ta không chấp nhận được những quan điểm mở ấy, thì nhiều khi chúng ta tự bó hẹp, chúng ta khó làm việc lắm. Nên chúng ta phải chấp nhận là chúng ta vẫn được phép bán thấp hơn giá vốn. Còn hợp lý hay không là một cái khái niệm cũng khá là vô cùng, chúng ta cũng không thể nói được. Hợp lý là ví dụ giống như là chúng ta mua điện thoại iPhone 15 ấy, mà công ty của chúng ta đang thua lỗ ấy, thì có thể là cái chi phí đấy mới loại là hợp lý. Chứ còn khi mà một công ty khó khăn như điều kiện năm 2023 hoặc năm 2024 ấy, cái việc mà chúng ta bán thấp hơn giá vốn là chuyện rất là bình thường thôi, không có vấn đề gì đâu. Tôi đang tư vấn cho một công ty chuyên về đồ nội thất gia đình đấy, nhập khẩu từ Đức về ấy, cũng không bán được. Không bán được thì cũng phải chấp nhận thôi. Rồi được rồi nhá bạn, đấy cho nên là chúng ta tạm dừng cái nội dung này. Điều đấy chứng tỏ là tôi chốt lại là cái giá vốn có thể cao hơn doanh thu, đúng không? Đấy là chuyện cũng rất là bình thường. Thì chúng ta cố gắng để chúng ta giải trình một cách minh bạch và rõ ràng khoa học, chứ chúng ta không bỏ cái phương pháp tư duy là không được phép đi. Bởi vì tôi làm việc với rất nhiều bên thì tôi cũng chưa bao giờ tôi nói là không được phép bán thấp hơn giá vốn được, đúng không? Đấy. À rồi, có một bạn hỏi câu rất là hay là có liệu có trích lập dự phòng hay không. Thì cái này thì mọi người biết là tốt nhất là nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Nhưng mà cái giảm giá hàng tồn kho này thì có một cái nhược điểm khá là lớn bạn ấy ạ. Bạn gì ấy nhỉ? Tự nhiên nó trôi, bạn Hiền. Câu hỏi của bạn rất là hay. Nhưng mà cái nhược điểm ấy, khi mà trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì chúng ta sẽ gặp vấn đề rất là nghiêm trọng. Đấy là cái cơ sở để chúng ta xác định giá trị hiện tại của cái phút quảng cáo đấy, đúng không bạn Hiền? Tức là chúng ta có thể có đủ cơ sở để chúng ta xác định cái giá vốn của cái phút quảng cáo đấy, giá thành của phút quảng cáo đấy. Nhưng mà chúng ta dựa vào, chúng ta xác định được cái giá thành để sản xuất ra cái phút quảng cáo đấy, đúng không? Để có phút quảng cáo đấy, nhưng mà chúng ta để xác định được cái chính xác là cái giá thị trường của cái phút quảng cáo tại cái thời điểm đấy là chúng ta không xác định được. Cho nên đấy là nhược điểm chung của doanh nghiệp khi mà trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho mọi người nhé. Thế cho nên mọi người hãy trích lập dự phòng công nợ phải thu có đòi, đúng không ạ? Bởi vì nó cái cơ sở nó rất là chặt chẽ. Chứ còn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là nói thật với mọi người, nhiều khi tôi còn rất là ngại trích lập, bởi vì thời điểm cuối năm không xác định được. Mọi người đồng ý điều đấy không? Chúng ta không xác định được, chúng ta không trích lập được. Đấy là cái nhược điểm, bởi vì bây giờ chúng ta bị tồn kho sắt thép, chúng ta đã khó trích lập rồi, đây huống hồ tồn kho phút quảng cáo. Nhưng mà mình đánh giá, tôi đánh giá cực kỳ cao câu hỏi của bạn Hiền. Bạn hỏi rất là chuyên sâu đấy. Nhá. Bạn Hiền hỏi câu đấy là rất là chuyên sâu, bởi vì thực ra tôi không phải xuất phát từ thuế đâu. Tôi làm việc tôi thích xuất phát từ dân kế toán hơn. Bởi vì chúng ta là dân kế toán, sao chúng ta phải dùng công văn? Đây nói câu chuyện vui nhé. Xưa nay làm việc không bao giờ tôi dùng công văn đâu ạ. Công văn là cái gì? Công văn là một cái văn bản của các cơ quan chức năng, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp làm việc với nhau. Chúng ta làm việc ít nhất phải từ thông tư trở lên. Cho nên nhiều bạn trên diễn đàn cứ chia sẻ công văn, nhiều khi tôi cứ nhảy vào tôi nói, tôi cà khịa lại. Xin lỗi mọi người, tính tôi hay cà khịa. Tôi cứ nhảy vào tôi cà khịa lại đấy. Tôi bảo công văn làm sao làm cơ sở pháp lý được.
mà em có chia sẻ công văn, nhưng mà là cái công văn này của bên này bên kia thì em tham khảo. Mọi người đừng có nói thế, làm việc chúng ta phải chốt, và mọi người cũng không thể làm việc với cơ quan chức năng mà chúng ta lại nói là thầy ơi hôm trước em hỏi trên diễn đàn rồi đấy, cho nên em làm như vậy, hoặc là lại trao đổi với cơ quan chức năng và hôm trước em hỏi trên diễn đàn người ta bảo làm được ạ, cho nên em làm. Thì các bạn lên cơ quan, lên lên diễn đàn mà đòi tiền phạt đúng không? Bây giờ trên diễn đàn người ta tư tư vấn cho các bạn như vậy, các bạn làm sai các bạn bị phạt, thì hôm sau các bạn lên diễn đàn mà đòi đòi tiền phạt đúng không? Hoặc thì ông cái câu chuyện là kinh tế khó khăn thì giá chung cư giảm ấy, các bạn lên TV mà tìm giá chung cư giảm, chứ tôi khẳng định là Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh là giá chung cư và giá nhà đất ở được ấy, nó đang tăng đấy. Có giá bất động sản ở các cái khu vùng ven thì có thể giảm, nhưng mọi người thấy là giá chung cư Hà Nội tăng không? Giá chung cư khu tôi ngày xưa năm 2018 tôi mua có 23 mà bây giờ nó lên 45 đấy. Cho nên là chúng ta cứ lên TV muốn rẻ là cứ lên TV mà hỏi, mà chúng ta cứ muốn trả lời đúng mà sau này bị phạt mà chúng ta tự chịu ấy, là chúng ta cứ lên diễn đàn mà hỏi, bởi vì nó không có cơ sở mà chúng ta không bắt đền được người ta được, cho nên nói phải rất là thận trọng đấy. Mọi người thấy không, đôi khi chúng ta thận trọng nhưng đôi khi chúng ta cũng phải cứng một tí. Nhưng đây đây là cái trường hợp để phân tích cho mọi người thấy là cái độ cứng của chúng ta, gọi là phương pháp so sánh số tương đối. À, có lúc nãy tôi vừa chia sẻ mọi người một cái vấn đề, tại sao tôi lại không phân tích cái chỉ tiêu lợi nhuận nhiều. Đấy, ví dụ chỉ tiêu lợi nhuận như doanh thu cũng là số tương đối đúng không? Nhưng mà mọi người biết là người ta có thể can thiệp được vào. Thì can thiệp được vào như nào? Ví dụ giống như là lúc nãy có một bạn, bạn ấy hỏi tôi, bạn Hiền, bạn hỏi tôi rất là đúng. Thì khi mà các bạn trích lập dự phòng, bây giờ thì mọi người không can thiệp được vào hóa đơn đúng không? Mọi người cũng không can thiệp được vào chi phí, thì mọi người trích lập dự phòng. Ví dụ chúng ta trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, chúng ta trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Và khi mà chúng ta trích lập dự phòng thì đương nhiên là chi phí của chúng ta nó tăng. Thì chi phí tăng thì lợi nhuận chúng ta giảm ngay. Đấy, cho nên cái chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu thường nó cũng không đúng. Đa phần nhiều doanh nghiệp người ta cứ để lợi nhuận âm. Xong rồi nhiều doanh nghiệp người ta cứ để lợi nhuận dương, nhưng mà chỉ có 1-2% doanh thu thôi đúng không ạ? Người ta chỉ để có 1-2% doanh thu thôi. Thì nó thấp quá. Thì cơ quan chức năng hoặc là nhiều khi những người làm chuyên về kế toán, người ta nhìn và người ta nhìn vào người ta sẽ hiểu ngay là cái lợi nhuận này của các anh các chị có thể thay đổi, có thể di chuyển rồi, cho nên tôi sẽ không tập trung được phân tích chỉ tiêu lợi nhuận nữa. Thì đấy là giải thích cho mọi người tại sao mà người ta nhiều khi người ta không nhìn vào chỉ tiêu lợi nhuận. Đấy. Phương pháp thứ hai thì mọi người sẽ thấy là đôi khi doanh nghiệp là chúng ta sẽ bị phân tích dựa trên một cái quan điểm, ví dụ giống gọi là phương pháp hệ số. Thì ví dụ hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một hệ số mà gần như là cái hệ số này ai cũng dùng, hệ số này ai cũng dùng và ai cũng tìm cách để phán đoán cho doanh nghiệp. Tất nhiên con số thì nó có rất nhiều phương pháp, nhưng mà phương pháp này là một trong những phương pháp hay. Người ta sẽ dùng một cái phương pháp là người ta tính cái chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu, à lợi nhuận trên tài sản, để bằng lợi nhuận chia cho doanh thu nhân doanh thu chia cho tài sản. Đấy chưa? Đây là một cái chỉ tiêu rất là hay mà rất nhiều ngành nghề, rất nhiều doanh nghiệp là ai chúng ta cũng dùng. Đấy gọi là phương pháp hệ số đấy. Thì tôi lấy một cái hệ số đơn giản thôi cho mọi người hiểu. Hoặc có thể người ta sẽ dùng một cái hệ số thứ hai là hệ số nợ trên vốn chủ để người ta phân tích doanh nghiệp. Thì hai cái hệ số này thì chúng ta sẽ trao đổi hai cái hệ số này nhé. Tất cả những cái kiến thức này tôi trao đổi xin thưa mọi người là cũng không phải tôi nghĩ ra đâu. Đấy, chúng ta phải hiểu là cái phương pháp về kế toán người ta đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Hôm trước ngồi nói chuyện với một số anh chị, các anh chị cứ bảo là ui rồi kế toán là bọn em đợt này bọn em nghĩ ra một cái phương án gì gì hay ho mới lắm. Thì hứa mọi người là kế toán của chúng ta ấy, về bản chất 500 năm này nó có thay đổi đâu.
không ai tin thì cứ đi tìm lại lịch sử của môn kế toán. Một ông thầy tu người Ý, ông ấy nghĩ ra phương pháp nợ có thì cả thế giới áp dụng. Cho nên một số bạn học kế toán nước ngoài về cứ bảo là bọn em có phương pháp này, phương pháp kia, đừng có nói quá. Kế toán Việt Nam hay kế toán nước nào ấy, nó cũng có những cái phương pháp giống nhau vậy thôi. Nhưng quan trọng là chúng ta vận dụng làm sao cho nó hiệu quả. Chứ còn cũng có ai nghĩ ra được một cái phương pháp gì mới đâu. Các văn bản về thuế của Việt Nam ấy, chúng ta cũng dịch từ sách nước ngoài ra hết. Từ các văn bản nước ngoài ra hết mọi người. Không, đừng, chúng ta đừng có nghĩ là nó quá đặc biệt, nó quá khó. Kế toán là một môn khoa học mang tính chất ứng dụng cao. Cho nên là chúng ta hiểu đúng cái bản chất để chúng ta vận dụng thôi. Chứ còn bây giờ cứ dọa nhau là do anh đi học từ nước ngoài về cho nên kế toán nước ngoài hay anh kế toán Việt Nam. Đừng nói những câu đấy, nó nghe nó buồn cười lắm. Và chúng ta cũng đừng có tự ti quá khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không làm được việc do là người ta giỏi hơn chúng ta. Thì phương pháp đầu tiên là phương pháp gọi là hệ số trên lợi nhuận trên tài sản. Đấy, thì khi mà tính cái tỷ lệ này thực ra để người ta mục đích, người ta bóc phốt ra cho các bạn một cái vấn đề rất là quan trọng ở đây này. Đấy là cái chỉ tiêu doanh thu chia cho tài sản. Thì cái chỉ tiêu doanh thu trên tài sản người ta hay nói vui ấy, nó chính là chỉ tiêu đòn bẩy về tài chính. À xin lỗi mọi người, doanh thu chia cho tài sản là gọi là số vòng quay của tài sản mọi người ạ. Đấy nhá, mọi người nhớ, đây là vòng quay của tài sản nhé. Vòng quay của tài sản. Thì khi mà vòng quay của tài sản thì người ta sẽ phán đoán ra, ví dụ giống như là đối với những cái doanh nghiệp nhỏ thì thường nó quay vòng vốn rất là nhanh. Và đối với những doanh nghiệp lớn, ví dụ bên lĩnh vực xây dựng, số vòng quay của tài sản thì người ta đánh giá thông thường nó chỉ rơi vào khoảng độ 1,5 vòng. Thì tại sao tính chỉ tiêu này? Thì sau khi tính chỉ tiêu này thì họ họ sẽ nói một cái vấn đề là gì ạ? Ông quay vòng nhanh hay là ông quay vòng chậm? Đấy, ông quay vòng nhanh, điều đấy chứng tỏ là doanh thu của ông cao và hiệu quả kinh tế của ông tốt. Mà doanh thu ông cao, hiệu quả kinh tế của ông tốt, kiểu gì ông cũng xử lý chi phí. Mọi người nhớ điều đấy nhé. Tài sản ông ít mà doanh thu ông cao ấy, thì điều đấy chứng tỏ là kinh tế của ông rất là tốt. Mà kinh tế của ông rất là tốt, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp rất là tốt, thì điều đấy chứng tỏ là doanh nghiệp có nguy cơ đi mua hóa đơn, có đi nguy cơ làm khống lương. Mọi người hiểu chưa? Đấy. Mỗi người chúng ta cùng một vấn đề cả, chúng ta tiếp cận và có hai hướng khác nhau. Cho nên là chúng ta thấy quan điểm tiếp cận nó phải đa dạng như vậy. Đấy. Cái nhìn nhận vấn đề nó phải rất là đa dạng. Chúng ta nhìn theo một chiều, họ nhìn theo chiều khác. Phải chấp nhận điều đấy. Thế bây giờ, một doanh nghiệp mà tài sản anh rất là lớn, mà doanh thu anh rất là thấp, thì người ta có thể nghi ngờ theo hai hướng. Hướng thứ nhất là anh không làm ăn được. Tài sản lớn mà doanh thu nhỏ mà, đúng không? Hướng thứ nhất là anh không làm ăn được. Nhưng mà người ta có thể suy luận theo hướng thứ hai. Ông này giấu doanh thu à? Tại sao ông mở cây xăng to như vậy mà doanh thu của ông thấp vậy? Mà ông vẫn tồn tại từ năm này qua năm khác. Thì điều đấy chứng tỏ là ông đang giấu doanh thu. Mà ông giấu doanh thu thì tôi sẽ có cách tôi kiểm tra được ra cái chỗ ông giấu. Đúng chưa? Đấy, mục đích của người ta có đấy. Còn nếu mà nói về rộng hơn về kinh doanh thì mọi người thấy là cái chỉ tiêu này rất là hay. Lợi nhuận trên doanh thu để xác định xem là cái hiệu quả khi mà bán một sản phẩm như nào. Rồi quay vòng vốn nhanh hay chậm. Thì mọi người thấy nguyên tắc của chúng ta trong kinh doanh là luôn luôn đánh đổi. Ông bán được hàng giá cao thì ông phải bán nhanh chậm. Còn ông bán hàng giá thấp thì ông lại bán nhanh. Đúng không? Chứ làm gì có chuyện là ông ấy bán được hàng giá vừa cao lại vừa nhanh. Mà càng không có cái chuyện ông đã bán được ít mà ông lại còn bán chậm nữa. Thì ông toàn là cái chắc. Nên trong kinh doanh mọi người thấy đây, cái chỉ tiêu này có thể ứng dụng trong kinh doanh nhé. Có thể là bán đắt này. Và nhanh. Bán đắt. Và chậm. Rồi bán rẻ. Mà nhanh. Và bán rẻ. Đây, cái chỉ tiêu này nó có thể đưa ra bốn cái phương án pháp cho mọi người lựa chọn này. Bốn phương pháp này để chứng minh một điều gì ạ? Doanh nghiệp mà đã bán rẻ và bán chậm ấy,
thì thôi chào thân ái luôn. Mọi người công nhận không? Cho nên là xin thưa mọi người, tính tôi rất là, có thể là quan điểm khác nhau, nhưng tôi không bao giờ tôi đi học mấy khóa làm giàu. Bởi vì làm giàu đâu phải câu chuyện đơn giản, ai cũng học được, làm gì có mẫu số chung. Kế toán còn chẳng có mẫu số chung. Mọi người công nhận không? Cả thế giới ghi sổ giống nhau mà mỗi ông còn ra một báo cáo tài chính khác nhau. Tôi đố mọi người mà cùng một bộ số liệu mà 10 ông ra được 10 cái báo cáo tài chính khác nhau, 10 ông làm kế toán còn ra 10 cái báo cáo khác nhau, làm gì có công thức chung về làm giàu. Trên mạng thì có ông bảo là không được bán rẻ, bán rẻ là tự tiêu diệt mình. Quên đi, thế mấy ông bán mì tôm, các ông bán rẻ, các ông có tiêu diệt đâu, các ông toàn tự sống tốt, đúng không? Đương nhiên cái ông vừa bán rẻ vừa bán chậm ấy thì đúng là tiêu diệt mình rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa thấy mấy ông bán rẻ mà nhanh mà lại tiêu diệt mình. Mấy ông bán rẻ và nhanh, mọi người cứ nhìn mấy ông mì tôm, mấy ông nước mắm, mấy ông xúc xích xem. Nó bán có mấy nghìn một gói mì tôm mà nó là tỷ phú đô la đi ạ. Đúng không? Đấy là phương pháp thứ nhất. Còn phương pháp thứ hai là chúng ta bán đắt, mà bán đã bán đắt thì đương nhiên phải chậm. Cho nên nhiều người lại đi so sánh doanh số của xe Toyota, xe mẹ. Ai đi so sánh hai cái chỉ tiêu đấy? Một ông thì bán rẻ và bán nhanh. Xe Vios là bán rẻ và bán nhanh đúng không ạ? Còn một ông là bán đắt và bán chậm, tức là ông Mercedes ấy. Ông bán đắt và ông bán chậm. Nhưng mỗi ông có một quan điểm khác nhau. Còn trong kinh doanh thì chả có ông nào vừa bán đắt vừa bán nhanh cả. Làm gì có ông nào bán xe mấy tỷ mà cứ ngày bán mấy cái. Có bán ma túy. Đúng không? Cho nên là cái phương án này cũng là phương án gần như là không bao giờ. Thế thì cơ quan chức năng người ta sẽ nhìn vào hai cái bản chất này. Người ta xem là ông bán đắt và bán chậm và bán rẻ và bán nhanh xem có đúng hay không. Hay là ông đang tìm cách ông giấu doanh thu. Bản chất là người ta đang cố, người ta truy tìm xem doanh nghiệp chúng ta có giấu doanh thu không. Mà người ta có quyền truy tìm. Nãy giờ tôi nói đều trên cơ sở của pháp luật mọi người. Tôi không nói cái gì trên cơ sở trái pháp luật nhé. Người ta có quyền người ta truy tìm chứ cơ quan chức năng. Ví dụ các bạn mở nhà hàng, các bạn bán hàng thì các bạn không xuất hóa đơn, thì người ta phải tìm cách người ta truy tìm xem các bạn có xuất hóa, không xuất hóa đơn hay không. Hoặc như là nhiều doanh nghiệp bán, như là bán bộ kit test, đúng không? Doanh nghiệp bán bộ kit test thì cơ quan chức năng người ta phải truy tìm xem là ông có khống lên không, đúng không? Tức là, và cuối cùng bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu lãnh đạo của các bộ bị, bởi vì giám định giá cái bộ kit test đấy là 450 hoặc 500 nghìn. Đấy, cho nên là cái phương pháp hệ số để người ta tìm ra được cái bản chất của doanh nghiệp. Tôi nhấn mạnh lại nhé, người ta tìm ra bản chất của doanh nghiệp. Xem là nếu mà doanh thu của ông cao quá mà tài sản ông thấp quá thì người ta sẽ để ý xem là liệu ông có xuất linh tinh không. Hoặc là nếu mà xuất đúng rồi thì chứng tỏ là chắc chắn là có thể ông phải xử lý chi phí. Nhưng mà nếu mà ông doanh thu trên tài sản của ông mà thấp quá thì cơ quan chức năng người ta có thể đặt câu hỏi là công ty có khó khăn thực sự hay không, hay là ông bán hàng cũng không xuất hóa đơn. Và một số cây xăng là đang trong tình trạng thì bán hàng là không xuất hóa đơn, cho nên là doanh thu thì rất là thấp nhưng mà cứ tăng tăng cứ phát triển liên tục, thì bây giờ cũng không dễ dàng như vậy được. Cho nên mọi người thấy khi mà chúng ta đi vào một số các phương pháp thôi nhá, là chúng ta đấy khốn khổ rồi. Và người ta cũng có cái độ sắc sảo của người ta, chứ không phải là người ta cứ ào ào người ta làm. Các bạn, tôi sợ nhất là các bạn cứ nghĩ rằng là người ta không biết. Cuộc sống này không đáng sợ những người kém hiểu biết, cũng không đáng sợ những người hiểu biết mà nói ra, mà chỉ đáng sợ nhất là những người họ biết nhưng mà họ lại cứ giả vờ không biết. đến cơ quan rồi chúng ta họ bảo ui chị bận lắm, chị chưa hề xem gì cả, thế mà cũng tin. Không, nhiều bạn cứ tin là cứ làm đi cho công ty cuối năm sẽ được thưởng Tết, cứ cống hiến cho công ty thì lúc khó khăn thì công ty sẽ cho nghỉ việc, đúng không? Tin thưa mọi người, đúng không? Yêu công ty là nói hơi thô nhưng đúng thế thật. Cứ cống hiến cho công ty thì đến khi công ty khó khăn thì sẽ cho nghỉ việc. Nghe rất là đau lòng nhưng mà đúng thật, đúng không? Nhiều bạn cứ nghe những cái câu chuyện đấy, đừng, tôi nói chuyện hơi cảm lạnh một chút, nhưng mọi người xin lỗi, mọi người thông cảm cho. Chứ còn bản thân tôi ấy, tại sao tôi mới hay chia sẻ mọi người, bởi vì bản thân mình ấy các bạn ạ, chúng ta cứ cố gắng chuyên môn chúng ta vững,
thì đến một ngày mát trời công ty họ cho nghỉ hoặc là chúng ta cần phải nghỉ thì chúng ta có thể tìm công việc khác. Mọi người công nhận điều đấy không? Chứ còn chúng ta cũng không trông chờ là chúng ta ổn định ở một đâu là. Đấy. Không, đừng trông chờ là chúng ta ổn định ở một đâu đấy. Chúng ta cũng đừng trông chờ là, tôi hay nói chuyện vui với mọi người, các chị ở đây rằng con gái, các chị có công nhận một điều là tiền của nhà chồng không bao giờ là tiền của con dâu không? Tôi hơi thô nhưng các bạn cứ ngẫm lại xem có đúng không? Tiền của bố mẹ chồng không bao giờ là của con dâu đâu. Có thể chồng của bạn kiếm ra thì cũng là của các bạn, chứ của bố mẹ chồng không bao giờ là của con dâu đâu. Cho nên việc của mình là mình cứ phải làm. Việc của mình là cứ phải đi làm, cứ phải có kinh nghiệm, có thu nhập, công ty nó có cho mình nghỉ thì mình tìm nơi khác. Chồng mình mà có vợ bé thì mình cũng tìm được cuộc sống khác, đúng chứ còn mình cứ phải làm chủ à. Chứ còn nhiều, bây giờ nhiều khi chúng ta cứ nói vậy nhưng mà chính bố mẹ lại xui con là sau này lấy đứa nào giàu giàu tí. Nó không thể nói thế được, cứ xui như vậy không được. Cứ xui là cứ học đi, xong ra trường tự làm, tự ăn đi. Rồi nếu mà được nhà người ta giàu thì cũng phấn khởi, mà không thì chúng ta cũng phải tự lo được chứ. Chứ con xin thưa mọi người, có những người người ta gia đình rất là giàu nhưng mà đùng phát thì người ta phá sản, thì mình cũng phải lao vào cuộc sống như chả nhẽ lại. Còn đương nhiên là để giàu có thì nó vô cùng lắm, bởi vì tôi không giàu nên tôi không biết làm sao để giàu cả. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có nghề ấy, thì chúng ta học nghèo, mọi người công nhận điều đấy không ạ? Ít nhất là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chứ còn nói giàu thì đi học hóa làm giàu làm sao mà học được. Chúng ta cứ học là một người có thu nhập đều đều, có tí tiền tiêu thế đã, rồi mọi việc tính sau. Chứ còn cứ học bị làm giàu, để học để trở thành siêu nhân thì khó lắm. Đấy nhá, mọi người thấy không ạ? Cho nên là chúng ta ra được báo cáo là một chuyện, nhưng mà chúng ta đánh giá được đúng cái báo cáo công ty ấy là cũng là một câu chuyện rất là quan trọng. Chúng ta không đánh giá được cái rủi ro của báo cáo, chúng ta không tìm ra được cái vấn đề mà cơ quan chức năng người ta cũng có thể nghĩ, thì chúng ta thấy không? Bao giờ người ta cũng nghĩ khác chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ theo hướng này thì người ta có thể nghĩ theo hướng khác. Và đấy là cũng là quyền nghĩ của người ta thượng, cũng không đến mức là người ta không được phép nghĩ như vậy. Đấy, phương pháp thứ ba là phương pháp trọng yếu, đã gọi là phân tích báo cáo tài chính ấy, thì chúng ta chỉ tập trung vào những chỉ tiêu lớn thôi, chứ chúng ta không thể phân tích toàn bộ cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp được. Đấy. Nhiều anh chị thấy là mọi người có đặt ra cho tôi một cái câu hỏi thế này, bảo thầy ơi, thế bây giờ cái số dư thu là 500 đồng đi thì xử lý như nào? Theo mọi người, nếu mà bây giờ số dư ở trên báo cáo tài chính của mọi người 500 đồng thì mọi người xử lý như nào ạ? Mọi người, theo mọi người comment giúp tôi xem. Số dư mà là 500 đồng. Số dư 500 đồng. Thì mọi người xử lý như nào ạ? Cách xử lý nào là hợp lý? Đúng rồi. Đấy, mọi người sẽ thấy rất nhiều anh chị trả lời được. Thứ nhất là chúng ta sẽ không bao giờ được để số dư của một doanh nghiệp đối với chúng ta nó là 500 đồng cả, mà chúng ta lại lên báo cáo tài chính, đúng không? Đấy. Ví dụ nếu mà chúng ta sẽ có một cái số dư nợ đi, rất là đơn giản này, chúng ta chỉ cần ghi cái vô toán nợ của tài khoản gì thôi ạ, 111, và có của cái tài khoản 131 số tiền là 500 đồng. Thì đây là cái nghiệp vụ là chúng ta làm, đây gọi là cái phiếu thu điều chỉnh thôi. Đó. Đấy, chúng ta gọi cái này rất là đơn giản, nghiệp vụ kế toán chúng ta gọi là phiếu thu điều chỉnh thôi. Đấy. Thì mọi người sẽ thấy phương pháp của tôi là phương pháp tối ưu nhất. Cảm ơn rất nhiều các anh các chị là đưa ra các cái phương pháp. Nhưng mà tôi thấy là nếu mà mọi người mà đưa vào 711 và 811 là hơi phức tạp quá. Đồng ý không ạ? Bởi vì 711 và 811 ấy, và đặc biệt là 711 là không nên đưa vào. Vì đưa 711 thì chúng ta thể hiện cái điều đấy là doanh thu. Và ngày xưa hồi tôi mới ra trường ấy, ai mới ra trường đi làm mà chả bị bắt nạt, mọi người lại bảo là em thích tìm kiếm một cái môi trường công việc chuyên nghiệp, xong rồi cái một cái môi trường công việc mà được người ta đào tạo,
Xin thưa mọi người, không bị đập cho lên bờ xuống ruộng là may, ngồi đến mà đào tạo ai hơi đâu mà đào tạo các bạn. Làm nó không được thì nghỉ, mà làm được còn bị cho nghỉ. Xin thưa mọi người, có thể tôi hơi thô nhá, tính tôi thì ai làm việc với tôi cũng sẽ đào tạo cả, nhưng mà ít người tốt như tôi lắm. Thật ra tôi không tốt lắm đâu, bởi vì tôi dạy cho làm thì phải làm thay tôi còn đi uống cà phê. Tôi cũng không tốt lắm đâu, nhưng mà tôi còn dạy. Đấy, tôi nói thật đấy. Tôi dạy cho làm thì tôi phải chịu khó mà làm đỡ cho tôi còn đi chơi. Tính tôi ham chơi lắm. Chứ còn nếu mà nhiều anh chị ấy, người ta còn không dạy cho cơ. Cho nên chúng ta đừng có nói những cái câu đấy. Ngày xưa, cách đây mười mấy năm khi mà tôi vào một tổng công ty nhà nước ấy. Vào một tổng công ty nhà nước thì tôi thấy cái số dư, đúng cái số dư 500 đồng. Đúng cái số dư 500 đồng này thì tôi bảo là thôi để em làm một cái phiếu thu. Thế mà cái chị kế toán, chị phó phòng, chị không thích tôi. Chị gao lên, chị bảo là Cường làm chứng từ khống. Thì Cường làm nghiệp vụ mà ghi sổ, báo cáo, nâng quan điểm ấy mọi người. Cho nên là sau này rút ra một điều cái là sau này tôi mới bảo là chị ơi, cái chỉ tiêu này nó không trọng yếu. Thì bên chuẩn mực người ta cũng hướng dẫn rằng là khi mà chỉ tiêu không trọng yếu thì chủ động xử lý. Chứ còn cũng không ai để số dư là 500 đồng cả. Thì em làm theo chuẩn mực thôi. Chứ không, chị đừng có nâng quan điểm lên. Hôm đấy bà ấy cũng rất là giận thôi. Xong bà nhắn tin cho tôi, hồi đấy nó còn Yahoo mà bà nhắn chứ là bà sao em dám nói lại chị trước cuộc họp. Tôi nghĩ trong bụng như không nói lại chị lần sau chị còn nói nữa. Cùng lắm là nghỉ việc chứ có cái gì đâu. Người ta là phó phòng, người ta nghỉ việc, người ta với tiếc mọi người ạ. Chứ tôi nhân viên quèn nghỉ việc, tiếc cái quái gì. Hồi đấy mới 22 tuổi, nghỉ việc thì làm sao nghỉ việc đi tìm công việc khác. Tôi có cái gì để mất đâu mà phải sợ. Mọi người đúng không? Cho nên trong công việc ấy, chúng ta phải thêm một kỹ năng là chúng ta làm đúng. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là chúng ta không biết sợ. Đôi khi mày không biết sợ, người ta phó phòng, người ta nghỉ việc, người ta phải tiếc. Chứ còn mình có cái quái gì đâu mà mình tiếc. Đúng không? Cho nên đôi khi cũng phải cùn lên một tí. Cùn người ta bắt nạt thế đấy. Mình làm đúng thì thôi mà. Cho nên đấy khi mà phân tích thì chị em phụ nữ bị một cái nhược điểm khi mà phân tích hoặc khi làm kế toán ấy, mọi người biết là bệnh gì không? Là bệnh cầu toàn. Con thì cứ ở nhà ốm, chồng thì cứ đi lang thang ngoài đường ấy, còn mình thì cứ bán mặt ở công ty ấy, cứ công hiến đến nơi thở cuối cùng. Các chị làm lắm đấy, làm nhiều thì sếp cũng có lấy các chị làm vợ đâu, sếp cũng có cho các chị nhà cửa đâu, mà cứ suốt ngày ngồi công ty thôi. Thế là cứ ngồi công ty đến 6 giờ tối, xong rồi thứ bảy chủ nhật lại cũng vác xác lên công ty, cũng làm xong rồi cuối năm thì suốt ngày kêu là em phải làm việc đây, cái gì nhỉ, không được về sớm. Tại sao mọi người lại có một cái thói quen là phải về muộn nhỉ? Tôi không bao giờ có thói quen về muộn hết, tôi chỉ có thói quen đến sớm thôi. Chứ còn đúng giờ tôi về, đúng giờ tôi vác xác tôi về. Về còn đi học nữa chứ. Không học nâng cao chuyên môn, không nghỉ ngơi, không có quan hệ xã hội. Công ty nó cho nghỉ việc thì các anh chị tìm việc ở đâu? Mọi người công nhận tôi nói không? Chúng ta không chịu khó, chúng ta học tiếng Anh, chúng ta không chịu khó học nghiệp vụ. Chúng ta không chịu khó đọc tài liệu, chúng ta không chịu khó nghỉ ngơi, chúng ta không chịu khó dành thời gian cho chồng, cho con. Thì sau này có chuyện gì ở công ty chúng ta tìm việc mới làm sao được? Đấy. Thế nên nói cũng phải nói đúng như vậy chứ. Các anh chị cũng không thể là chúng ta cứ sợ được chúng ta làm việc tốt rồi chúng ta còn không biết bảo vệ chúng ta thì không được. Đấy là phương pháp trọng yếu. Điều đấy để chứng minh là một điều gì, khi mà làm việc ấy có sai thì chúng ta có sửa. Mọi người đừng có sợ. Suốt ngày người ta nâng quan điểm lên bảo ấy nha, mày bị lệch rồi, mày bị lệch 2.000 rồi. Có lệch 2.000 thì mai em sửa lại, em bốc thêm 2.000 vào là đủ. Chị cứ làm gì thì bắt em ngồi đây muộn làm gì. Tốt nhất là bạn Hương ơi, đừng có hạch toán vào 711811, em cứ làm phiếu thu phiếu chi đi nhá. Em làm phiếu thu phiếu chi, em xóa sổ cái đấy đi. Không cơ quan chức năng nào mà tới kiểm tra một đồng đâu nhá. Chúng ta nhớ này, không ai quan tâm đến một đồng cả. Chỉ có hay làm khó nhau thì đôi khi người ta lấy cái cớ đấy để người ta gây khó dễ cho các bạn thôi. Chứ không ai xử lý các bạn vì một đồng cả. Cho nên khi mà lên báo cáo tài chính thì mọi người cũng nhớ là một số chỉ tiêu không trọng yếu, mọi người đừng có sợ.
Ngày xưa tôi làm kế toán ấy, tôi còn quên béng cả một cái bộ hóa đơn công cụ dụng cụ chứ. Xong rồi cái chị kế toán chị bảo Cường, sao em quên hết cả hóa đơn công cụ dụng cụ ấy, gần 10 triệu em sửa lại báo cáo tài chính đi. Tôi bảo em không sửa, sang năm em sửa. Sang năm tôi hạch toán vào cũng có sai đâu. Ủa đúng không? Cho nên tí là bạn Nam tí tôi sẽ trả lời nhá. 338 thì tốt nhất là 338, cứ treo 338, cái tài khoản 338 ấy là nó là cái thùng rác ấy mà. Cái gì mà chả đưa vào 338. Ngày xưa tôi rất là buồn cười khi mà một số thầy cô dạy nhá, lại còn dạy cái tài khoản 138 với 338. 138 với 338 dạy làm gì, học làm gì? Cứ phải thu khác thì cho hết vào 138 và 338 thế là xong. Nhiều anh chị, nhiều thầy cô lại còn dạy với nhau đấy, bọn em nhớ chưa? Chị được hạch toán cái này vào 138, 338 811, nó đã là tài khoản khác rồi thì cái gì mà chả hạch toán được. Đúng không? Cho nên là mọi người nhớ nhé, khi mà làm ấy thì chúng ta phải nhớ nguyên tắc trọng yếu. Ví dụ đây tôi nhấn mạnh luôn này, hàng tồn kho mà quên chưa hạch toán thì có vi phạm không? Có mấy cái máy in ấy mà, hồi đấy mấy tôi nhớ là công ty tôi mua ba cái máy in, cái loại máy in 2-3 triệu gì đấy. Tôi bận quá tôi quên béng mất thì tôi không ghi, thế là cái chị kế toán tổng hợp làm cùng với tôi ấy, chị bắt tôi phải sửa lại báo cáo tài chính. Tôi bảo thôi chị ơi, em còn phải về, bây giờ gần Tết rồi chị bắt em sửa cái đêm gì 10 triệu thì ảnh hưởng cái gì, sang năm chúng ta ghi sổ cũng vẫn được. Cho nên mọi người cũng đừng có nặng nề, đừng có để người ta bắt nạt vì những cái câu chuyện cái kiểu như vậy nhá. Đấy là nguyên tắc trọng yếu. Hoặc như ngày xưa tôi có một cái trò tôi làm cực kỳ là ẩu, tôi làm kế toán ẩu vô cùng ấy, mua cái màn hình thì tôi ghi luôn vào 642. Thế là cái chị kế toán ấy, chị bảo là không được phép, một cái màn hình dùng 3 năm là phải phân bổ 3 lần. Tôi bảo chị ơi, có 5 triệu thì cần gì phải phân bổ 3 lần. Xong rồi chị ấy bảo là em làm như vậy là vi phạm pháp luật, để không đúng. Tôi bảo chị đi họp tổng kết chị cứ đưa lên quan điểm đấy, em không đồng ý, em đưa một lần rồi đấy, làm gì được em. Bà tức lắm, bà bảo là mày làm thì ẩu, không đúng số liệu của công ty. Đấy, giống như nhiều bạn này gì, công cụ dụng cụ nhiều công ty lại còn phân bổ theo ngày nữa chứ. Mọi người thấy không, mua mỗi cái máy tính nữa mà, mỗi cái máy tính có 10 triệu mà cũng phân bổ theo tháng. Chúng ta dành quá nhiều thời gian vào những cái việc đấy, đâm ra thì chúng ta quên mất cái việc chính đi. Quên mất cái việc chính đi là chính là cái việc mà chúng ta đánh giá khái quát về một công ty. Cho nên đây là gọi là nguyên tắc trọng yếu. Mà tại sao mà khi mà tôi đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, hoặc rất nhiều người người ta đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, người ta phán đoán ra vấn đề cực kỳ nhanh, bởi vì người ta bỏ qua những cái vấn đề quá nhỏ đi. Mọi người nhớ nhé. Thế phương pháp trọng yếu, khi mà phân tích báo cáo kết quả kinh doanh thì người ta chỉ tập trung những chỉ tiêu gì thôi, theo mọi người? Mọi người kể ra cho tôi 5 chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh, người ta sẽ phân tích giúp tôi xem nào. Trọng yếu mà. Con người ai chẳng có cái sai. Không, báo cáo kết quả kinh doanh trước bạn Nam ạ. Mọi người giao lưu, mọi người bật cam lên nhá. Cũng không vấn đề gì đâu, tôi cũng không kịp xem mặt mọi người đâu, nhưng mà bật lên nhìn cho nó phấn khởi thôi, vui vẻ. Học là phụ mà, chúng ta chia sẻ với nhau mà, chúng ta đều là những người không biết nhau. À không, tôi cũng biết, à tôi không biết các bạn nhưng các bạn biết tôi. Tôi không nói gì linh tinh đâu cho nên tôi chả sợ. Tôi có nói những cái câu chuyện bán 1 tỷ gói mè đâu mà tôi sợ. Tôi làm gì sai đâu mà tôi sợ đâu. Cho nên nhiều bạn tại sao mà cứ dễ bị đa cấp lừa như vậy. Dân kế toán hay bị đa cấp lừa lắm. Đi làm có lắm vào xong rồi lương thấp rồi chán. Chán thì tự nhiên có đứa nó rủ là chỗ nào mà lương cao mà lại nhàn ấy. Và lao vào thế là bị nó lừa đấy bà. Cho nên cái dân kế toán bị lừa đi làm đa cấp hoặc bị lừa đầu tư với sang chảnh nhiều lắm. Bởi vì bao nhiêu năm làm vất vả quá, ngày nào cũng làm 10 tiếng, tháng 10 triệu. Thế là chán, làm mấy năm này chán, thế là nó rủ là mày thích làm một cái công việc gì đấy sang chảnh mà lại lương cao không? Thế là lao đầu vào. Cái dân kế toán nhiều khi nó máy móc, nó dễ bị lừa đấy, như vậy. Chứ còn dân kinh doanh nó toàn đi lừa người khác. Tôi vẫn thân dân Thanh Hóa, vẫn giọng Thanh Hóa mà. Nhiều người bảo là cả Việt Nam ghét Thanh Hóa, ghét hay không kệ người ta, chứ tôi có làm gì đâu mà. Tôi không quan tâm đâu.
Thật ra thì Thanh Hóa nhiều người giỏi, nhưng mà đúng là nhiều người cũng bị ghét, nhưng mà mình cũng không quan tâm lắm nhỉ. Chúng ta cứ sống vui vẻ hòa đồng. Bây giờ tôi ghét nhất là trên mạng xã hội người ta cứ phân biệt Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ với quận người Việt với nhau, chúng ta đi phân biệt. Rồi, ok nhá, tôi chả lừa ai cả, tôi toàn lừa học thôi. Tôi cứ gạ cho học, học nhiều ấm vào thân mọi người. Còn đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu. Ngày xưa đi học thì ấm được cái thân, còn đi ngủ thì ấm được từ chân đến đầu. Tôi nói vui vậy thôi, mọi người sẽ thấy là phương pháp trọng yếu ấy, người ta quan tâm nhiều nhất đến doanh thu. Cơ quan chức năng người ta có thể hỏi, người ta sẽ nhìn cái phần giảm trừ doanh thu ấy, người ta có thể hỏi các bạn. Nhưng mà nếu mà mình không có giảm trừ doanh thu thì thôi. Đấy. Mọi người nhá, cái phần giảm trừ doanh thu, ví dụ công ty xây dựng ấy, người ta cực kỳ để ý một cái khoản, đấy là cái khoản mà khi mà các bạn xuất hóa đơn điều chỉnh ấy, mọi người nhớ bên xây dựng có cái xuất hóa đơn điều chỉnh không? Người ta sẽ giảm cái đấy, là người ta sẽ soi rất là kỹ cái phần hóa đơn điều chỉnh. Được chưa? Thế nên chỉ tiêu đầu tiên là doanh thu, chỉ tiêu thứ hai như tôi vừa phân tích ấy, đấy là chỉ tiêu giao vốn. Thực sự mà nói thì chúng ta cũng có thể cứng, nhưng mà cũng có lúc chúng ta nên mềm. Bởi vì nếu mà mọi người cứ lúc nào cũng cứ nằng nặc chúng ta bảo là doanh thu em thấp hơn giao vốn thì cũng không đúng. Có một số thời điểm thì doanh thu chúng ta thấp hơn giao vốn cũng được. Nhưng mà mọi người nhớ đấy là cái trường hợp mà không thường xuyên. Mọi người hiểu ý không ạ? Nói đi thì phải nói lại. Nếu mà chúng ta có bán hàng doanh thu thấp hơn giao vốn thì cũng ok. Cũng được, một số thời điểm thôi. Chứ còn nếu mà bán hàng mà thấp hơn giá vốn liên tục ấy, thì không chấp nhận được đâu. Đấy, mọi người hiểu ý không ạ? Thế nên chỉ tiêu thứ hai là chỉ tiêu giá vốn. Chỉ tiêu thứ ba, chỉ tiêu thứ ba là cái chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Ví dụ bây giờ có một cái chỉ tiêu này thì theo mọi người là có vi phạm hay không? Ví dụ giống chỉ tiêu là chi phí bán hàng chia cho doanh thu mà bằng 50% thì theo mọi người ạ, cái chỉ tiêu này có vi phạm không? Đấy, ví dụ chi phí bán hàng mà chiếm đến 50% doanh thu. Còn chi phí tài chính thì nó lại tương đối là minh bạch rồi. Và mọi người thấy không ạ, không phải tôi chê đâu, nhưng mà cũng chê thật. Tôi không thấy Việt Nam mình lại sinh ra cái gọi là cái chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa lại gộp lại hai cái tài khoản 641, 642 được. Nhà người ta đang yên đang lành, hai đứa con đang hai cái giường ngủ để bắt gộp lại ngủ chung. Tôi chả hiểu mấy cái ông xây dựng chế độ kế toán ngày xưa, tôi hỏi đứa bạn tôi ở vụ chế độ kế toán, nó bảo tại sao mày lại gộp hai cái tài khoản 641 và 642 lại. Thì nó bảo thì không có việc gì làm thì tao cũng phải làm thôi cho nó đủ việc. Tôi bảo thế mày có hiểu bản chất không? Nó bảo không, tao học quản trị kinh doanh thì bố tao xin vào vụ chế độ kế toán tao hiểu làm sao được. Thế là nó không chia tài khoản 641 thì 642 tự nhiên đang chia bình thường nó lại gộp vào một chứ. Nó bảo như vậy là để giảm thiểu thời gian công sức của doanh nghiệp. Tôi thấy chả giảm thiểu gì cả. Tự nhiên doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có hai tài khoản lại phải mở hai tài khoản con. Nó là rất là buồn cười. Cho nên chúng ta thấy là cái vấn đề đấy nó không phải là bản chất. Nhiều anh chị lại bảo là ui tại sao doanh nghiệp nhỏ và vừa em lại dám dùng tài khoản 641, em thích thì em dùng đấy. Bởi vì chế độ kế toán bây giờ trên tinh thần là hướng dẫn, người ta cảm giác phù hợp thì người ta dùng mọi người ạ, chứ không phải tinh thần bắt buộc, mà nó phải hợp lý chứ, đúng không? Thế nên mọi người thấy là tự nhiên lại gộp hai cái tài khoản vào một, rất là buồn cười. Đấy. Đấy, các bạn làm các bạn cũng thấy rất là buồn cười đúng không ạ? Đấy, cho nên là mọi người sẽ thấy là rõ ràng là có thể là quan điểm sơ bộ của mọi người thì chúng ta thấy là 50% là rất là cao. Như ngày xưa tôi học với một thầy chuyên gia tư vấn của L'Oréal, mỹ phẩm của Pháp, thì thầy bảo là có khi chi phí bán hàng trên doanh thu lên đến 70%. Thì mọi người nhớ nhé, lên đến 70% đấy. Chi phí bán hàng trên doanh thu có thể lên đến 70%. Và ngày xưa pháp luật Việt Nam thì chúng ta cấm là không được vượt quá 5%. Xong có thời điểm là chúng ta cấm không được vượt quá 10%. Có thời điểm chúng ta cấm là không được vượt quá là 15%. Bây giờ thì chúng ta thấy là người ta bỏ cái cấm đấy rồi.
Cho nên là bây giờ là cái cơ cấu chi phí như này ấy, thì cao hay thấp đôi khi là chúng ta dựa vào chi phí cao hay thấp thì chúng ta lại dựa vào cái cảm quan, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta cũng biết rằng là rất là may quy định nhà nước về vấn đề này nó cũng không có, cho nên mọi người cố gắng là chúng ta phải xử lý chi phí trên tinh thần là chi phí đấy phải thật, chứ còn cái cơ cấu thì bây giờ cũng không còn là vấn đề quá nguy hiểm nữa mọi người ạ. Chi phí bán hàng có thể 50 có thể 40%, nhưng mà mọi người phải chứng minh được là cái chi phí đấy là chi phí thật, tức là hóa đơn của chúng ta thật hoặc là cái nhân công của chúng ta thật. Chứ còn mua hóa đơn thì mọi người biết bao nhiêu vụ bây giờ người ta bắt được mua hóa đơn thì rất là phiền phức rồi. Cho nên là cái trọng yếu là chúng ta chỉ phân tích thì chỉ tiêu nó ảnh hưởng rất là nhiều đến số liệu của doanh nghiệp thôi. Và đương nhiên tại sao cơ quan thuế phải nghiên cứu hoặc cơ quan pháp luật người ta phải nghiên cứu trọng yếu, bởi vì thời gian người ta vào phân tích doanh nghiệp rất là ít, cho nên người ta tập trung vào chỉ tiêu trọng yếu thôi, chứ người ta không thể tập trung vào quá nhiều các chỉ tiêu được. Đấy, đúng không? Đấy là phần thứ nhất nhé, phương pháp phân tích. Mọi người thấy không? Ai cũng phải có cái cách, có cái kỹ năng của người ta. Đấy, thì tôi cũng chia sẻ dựa trên cái gọi là cái kinh nghiệm của tôi thôi. Chứ còn cái này mà chúng ta nói ở trên góc độ gọi là thầy toàn châm đó, thầy nói sách vở nó nói khác, thì xin thưa mọi người chúng ta cũng không thể nói thế được, bởi vì sách vở là nó có cái bài bản của nó đó. Chúng ta là đây là chia sẻ thôi. Thế bây giờ sang câu chuyện thứ hai nhé, nội dung phân tích. Nội dung phân tích thì khi mà phân tích người ta sẽ tập trung vào những cái gì? Phân tích doanh thu, lúc nãy tôi nói sơ bộ rồi. Phân tích chi phí tôi nói sơ bộ rồi. Phân tích doanh thu lợi nhuận tôi nói sơ bộ rồi. Thế bây giờ sẽ đặt ra vấn đề khi mà người ta phán đoán cái doanh nghiệp của chúng ta mà cảm giác có chuyện gì đấy không ổn, ví dụ doanh nghiệp giấu doanh thu, doanh nghiệp giấu doanh thu. Thì đợt trước là tôi cũng tư vấn cho một công ty chuyên về xét nghiệm y tế. Đấy, tôi cũng tư vấn cho một công ty chuyên về lĩnh vực xét nghiệm y tế. Đấy, thì khi mà chia sẻ với mọi người về cái công ty này thì cơ quan chức năng người ta vào người ta kiểm tra, người ta bảo là sau khi mà nghiên cứu thì bọn tôi thấy một cái vấn đề như này là cái chi phí của các anh là cao gấp 2 lần, 2,5 lần định mức. Cơ quan chức năng người ta kết luận là cái hóa chất dùng để xét nghiệm y tế là cao gấp 2,5 lần định mức. Chi phí hóa chất gấp 2,5 lần định mức máy, máy xét nghiệm. Đấy. Kiểu bởi vì rất là đơn giản thôi, người ta dựa vào cái phần chi phí hóa chất đưa vào. Và thứ hai là người ta dựa vào cái phần doanh thu của công ty và dựa vào cái phần định mức của máy. Thì rất nhiều sau này tôi hỏi tại sao công ty lại để sơ hở như vậy, thì bạn bảo là sếp bảo là cứ đưa nhiều hóa chất vào để không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Thì tôi bảo em cũng thông minh đấy, nhưng mà thông minh một cách rất là ngây thơ. Là ông cứ vứt nhiều chi phí có hóa đơn vào để cho mục đích là cái thuế giá trị gia tăng phải nộp nó ít đi ấy, đúng không? Thì đấy là một cái rất là khôn, nhưng mà đấy là khôn của trẻ con, mọi người nhớ nhé. Cho nên là cuộc sống thì sợ nhất những người mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta khôn và chúng ta cứ nghĩ rằng là người ta dại. Không có đơn giản như vậy đâu. Tức là công ty này doanh thu thì ghi nhận rất là ít, nhưng mà hóa chất nguyên vật liệu mua vào ấy thì ông lại phản ánh nguyên vẹn, và khi mà phản ánh nguyên vẹn thì tiền lương lương thực tế nhận thì rất là cao, nhưng mà lương ở trên thuế thì lại thấp hay cao ạ? Thì thấp. Thế là cả công ty vui bởi vì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và cũng không phải nộp thuế gì ạ. Thế thu nhập doanh nghiệp vui phấn khởi lắm, bởi vì thuế giá trị gia tăng không phải nộp, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không phải nộp. Thế là cuối năm thì tổng kết với nhau một phấn khởi, và đúng là kế toán cứng. Nhưng mà cứng hay mềm chúng ta không phải vội kết luận được mọi người nhá. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta cứng thôi, và cơ quan chức năng vào người ta để ý ngay, người ta bảo là tại sao mà
chi phí hóa chất cao gấp 2,5 lần định mức như vậy. Định mức máy móc thiết bị thì họ hỏi được, họ kết luận như vậy. Nếu mà chi phí mà cao gấp 2,5 lần định mức thì theo các bạn là cơ quan chức năng người ta sẽ xử lý theo hướng gì? Cả lớp. Theo mọi người, cơ quan chức năng người ta sẽ xử lý theo hướng gì? Theo mọi người, nếu mà người ta thấy là người ta sẽ xử lý theo hướng gì ạ? Rồi, các bạn cứ trả lời đi, xong rồi mọi người mạnh dạn lên, chúng ta cứ trả lời đi. Rồi, chúng ta đang có này, không không, bạn Hoàng không nói những cái vấn đề tế nhị đấy nhá. Chúng ta đang nói chuyện thật, cứ cứ nói vấn đề ai cũng biết nhưng mà không ai được nói. Rồi, ok ạ. Thế là mọi người ở đây là chúng ta sẽ thấy là chủ yếu có hai hướng chính mà các anh chị đang nói. Hướng thứ nhất là loại chi phí đi. Rồi, tức là trong định trong quy chuẩn của kế toán, trong chuẩn mực kế toán Việt Nam là nếu mà chi phí mà vượt quá định mức thì chúng ta sẽ đưa vào giá vốn, đúng không? Đấy, cái đấy nghe rất là lý thuyết, rất là cảm lạ. Cho nên là chuẩn mực có những cái nó không đúng đâu mọi người ạ. Làm sao có cái chuyện là chi phí vượt quá định mức thì đưa thẳng vào giá vốn? Đấy là lý thuyết đấy chứ làm gì có chuyện đấy. Đi làm thực tế ai được phép chi phí vượt quá định mức đưa vào giá vốn? Mọi người công nhận điều không ạ? Cho nên là lý thuyết nhiều khi là, đặc biệt là một số giảng viên mà cái dở của Việt Nam mình này là giảng viên mà dạy kế toán ấy là không đi làm kế toán. Tức là kế toán của chúng ta là một môn khoa học ứng dụng thì là phải đi làm kết hợp với đi dạy, chứ không thể nói lý thuyết được. Lại bảo nhá, bọn em nhớ này, chi phí vượt quá định mức là đưa thẳng vào giá vốn nhé, không ghi vào giá thành đâu. Đấy là lý thuyết. Chứ còn gặp cơ quan chức năng thì làm gì có cái chuyện đơn giản như vậy. Mọi người dở chuẩn mực ra có đúng là chuẩn mực kế toán dạy như vậy không ạ? Không thể áp dụng được. Đấy là sai đấy. Đấy, cho nên là đầu tiên là chúng ta sẽ nghĩ rằng là loại chi phí. Nhưng mà xin thưa mọi người, đấy là chi phí vượt quá định mức chỉ 5-10% thôi. Cả lớp nhá. Chi phí vượt quá định mức vài phần trăm thôi. Thì chúng ta được phép chúng ta loại chi phí ra. Hoặc là đôi khi mà chúng ta khéo giải trình ấy, thì người ta cũng không loại chi phí của các bạn đâu. Đôi khi người ta khéo giải trình thì họ cũng không loại chi phí đâu. Mọi người nhớ điều đấy. Chứ còn trong trường hợp này ấy, nó sẽ tệ hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Là họ sẽ nghi ngờ chúng ta đang giấu doanh thu. Và khi mà họ nghi ngờ chúng ta giấu doanh thu ấy, thì bản của họ là gì ạ? Rất nhiều bạn nói đúng là ấn định thuế. Xác đấy. Đúng không? Người ta có quyền không ạ? Có chứ. Anh mua hóa chất về làm gì nhiều vậy? Anh mua nguyên vật liệu đặc thù về làm gì nhiều vậy? Mà bây giờ anh mở tồn kho ra lại không có. Đúng không? Thì người ta sẽ nghi ngờ chúng ta là giấu doanh thu. Và họ sẽ ấn định thuế. Và ấn định thuế thì khi mà ấn định doanh thu, đúng không? Giấu doanh thu thì người ta kết luận là người ta sẽ ấn định doanh thu. Và khi mà ấn định doanh thu thì doanh thu của các bạn cao vọt lên. Doanh thu của các bạn cao vọt lên. Thì doanh thu cao thì thuế giá trị gia tăng chúng ta nộp thêm. Thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta nộp thêm. Rất nhiều. Cứ thế mà tăng tăng mà nộp thêm thôi. Nên mọi người thấy không ạ? Đôi khi ấy, người ta chỉ cần kiểm tra cái cơ cấu chi phí thôi mọi người nhé. Đôi khi người ta kiểm tra cái cơ cấu chi phí, người ta phát hiện ra cơ cấu chi phí của doanh nghiệp bất thường so với các doanh nghiệp khác. Và người ta sẽ cố gắng người ta tìm ra vấn đề. Thì tôi nghĩ là cái cách tiếp cận của họ cũng rất là đúng thôi. Cũng không có gì là sai cả. Đấy là doanh nghiệp khi mà chúng ta giấu doanh thu. Thế doanh nghiệp giấu doanh thu thì có một phương pháp nữa người ta có thể kiểm tra được. Doanh nghiệp giấu doanh thu thì sẽ bị một cái trường hợp nữa là gì? Ví dụ giống như là một đợt trước tôi làm tư vấn cho một cái công ty chuyên về lĩnh vực
thực phẩm nhé, ngành công ty chuyên về lĩnh vực thực phẩm tươi sống. Thì khi mà vào thì hồi đấy là tôi set up cho người ta mấy phần, xong rồi sau một thời gian thì họ thuê được kế toán, mà đến khi quyết toán thuế thì mới tá hỏa ra phát hiện một số vấn đề thì tôi phải chạy ra tôi giúp. Thì khi mà làm việc với họ thì công ty thực phẩm khoảng tư sống, khi mà vào thì họ có mấy vấn đề họ kết luận, mà tôi thấy cũng nhiều vấn đề họ kết luận cũng đúng, nhưng nhiều vấn đề thì họ kết luận sai. Nhưng mà tựu chung lại có hai vấn đề mà hồi đấy tôi làm việc với họ, họ bảo là thứ nhất là về thuế xuất sai, xuất thì bán hàng sai. Ngay hôm vào thì phân tích báo cáo tài chính kết luận luôn, thì họ bảo là doanh thu 50 tỷ một năm mà tại sao thuế giá trị gia tăng đầu ra thấp như vậy, thì họ bảo là cái thuế suất này sai rồi. Họ kết luận thứ hai là họ bảo là tài chính cái tồn kho 5 tỷ hàng. Thì tôi thấy là tôi chỉ tập trung vào hai vấn đề này, và khi mà làm việc thì mọi người thấy là có hai vấn đề này đã đủ cho doanh nghiệp rất là căng thẳng rồi. Bởi vì khi mà quyết toán thuế mà doanh thu của chúng ta 50 tỷ một năm, tức là tổng doanh thu 3 năm nó sẽ rơi vào khoảng độ 150 tỷ đúng không? Mà người ta bảo mà thuế suất sai tức là nếu mà truy thu ấy, thì chắc là cũng công ty có bán nhà thì cũng chả đủ. Bởi vì 150 tỷ mà nếu thuế suất sai nhân với vài phần trăm thì nó ra mấy tỷ rồi, nó còn ra cả chục tỷ rồi, thì tiền đâu mà nộp, chưa kể phạt vi phạm thế này thế kia. Thì tôi bảo là thứ nhất đấy là cái hàng tồn kho thì cho em thời gian xem lại, chứ còn thuế suất thì bọn em thứ nhất là bọn em không thể sai được, bởi vì hồi đấy mọi người biết là có cái thông tư 123 về hàng tồn kho ấy, thì nhớ một cái nguyên tắc là chúng ta xác định thuế suất của đối với hàng tươi sống nó có bốn cái trường hợp mà mọi người rất nhiều anh chị cũng nhầm. Doanh nghiệp mà bán hàng sơ chế cho doanh nghiệp thì không chịu thuế. Đấy, trường hợp thứ hai, doanh nghiệp bán hàng sơ chế cho cá nhân tiêu dùng ấy thì sẽ là 5%. Trường hợp thứ ba là doanh nghiệp bán hàng chế biến, ví dụ giống như là tôm chiên ấy, có doanh nghiệp là mấy phần trăm ạ? Là 5%. Mà nếu mà doanh nghiệp bán hàng chế biến cho cá nhân thì là 10%. Đây này, mọi người nhớ, mọi người lấy cái thông tư 123 ra ấy, mọi người tra, mọi người sẽ ra cái này. Nhưng mà hôm đấy thì một số anh chị người ta bảo là bên em sai nhá, tất cả bên em là phải là 5 và 10%. Thì tôi bảo không, cái này thì bọn em để em viết lại công văn cho chị xem. Thì chị bảo là không, chị ấn định thuế luôn. Tôi bảo chị cứ ấn định đi, còn có vấn đề gì thì em phải chịu trách nhiệm về cái đấy. Thế xong tôi viết công văn lên là vậy thôi đấy. Mọi người rất nhiều anh chị mà rà soát lại cái này có khi sai. Nội dung hôm nay tôi không nói quá kỹ về cái phần thuế suất, nhưng mà rõ ràng là nhiều anh chị sai khi mà làm. Bởi vì nhiều anh chị là cứ bị phân tích báo cáo ra, mọi người thấy là cái thuế giá trị gia tăng đầu ra của mọi người ấy, nó không đạt được 10% so với doanh thu, là nhiều anh chị lúng túng. Cái bảo ôi thì công ty này sai, không phải, sai làm sao được. Thế mọi người nhớ nhá, doanh nghiệp mà bán hàng sơ chế tức là con cá là chỉ phi lê ra thôi, thì chúng ta gọi là sơ chế, mà bán cho doanh nghiệp là chúng ta sẽ không chịu thuế. Nhưng mà nếu mà bán cho cá nhân là 5%. Còn chúng ta bán cái con tôm chiên ấy, mà bán cho doanh nghiệp, hoặc bán cái xúc xích ấy, mà cho doanh nghiệp là 5%. Mà doanh nghiệp mà bán cái xúc xích cho người tiêu dùng cuối cùng sẽ là 10%. Thế mọi người cũng phải học rất là chắc. Không là người ta bảo, ui rồi ơi, cái này là tinh chế rồi. Thế đấy không đúng. Nhiều khi người ta kết luận là, ui cái này tinh chế rồi, là thuế là phải 5 hoặc 10% đấy. Thế là nhiều anh chị sợ mà, bị dọa cho sợ. Quan trọng là nhiều khi chúng ta không cứng ấy, là dọa cho là sợ, là chúng ta sai ngay. Đấy, nhưng đơn giản nhất là cái câu chuyện là cái gì ạ? Ví dụ giống như là sản phẩm cơ khí đi, là theo mọi người là 8 hay 10% ạ? Mọi người trả lời nhanh cho tôi xem.
Đến bây giờ đến năm thứ mấy rồi nhỉ? Đến năm thứ ba rồi. Theo mọi người cái sản phẩm cơ khí là 8 hay 10 ạ? Tôi nghĩ là nhiều anh chị sẽ có quan điểm khác nhau về chuyện này. Đấy, rất nhiều anh chị sẽ có quan điểm khác nhau về cái chỗ 8 hay 10. Tôi nói thật, rất nhiều quan điểm khác nhau. Thì mọi người phải dùng một cái phương pháp loại trừ là gì ạ? Cả những cái mặt hàng nào mà không phải 10 tức là nó là 8. Cho nên các anh chị có tra trên mạng, cố gắng tra trên mạng những cái mặt hàng là 8% thì không bao giờ ra đâu. Không bao giờ có. Nó chỉ có mặt hàng 10% và chúng ta loại trừ ra để chúng ta kết luận. Và tôi dám khẳng định với mọi người là sản phẩm cơ khí là 8%. Đấy. Em ví dụ giống như bạn Thảo nhá, mà mua trái cây mà không có thuế, ok là xong rồi đúng không? Chúng ta là khâu thương mại. Chúng ta bán cho khách lẻ. Bán cho khách lẻ là tức là chúng ta bán cái trái cây mà chưa qua chế biến đúng không? Chúng ta bán nguyên quả cho khách lẻ là nó sẽ là 5% đấy. Doanh nghiệp chúng ta bán nông sản mà chưa qua chế biến cho ấy là 5%. Đúng không? Nó giống như bây giờ mà mọi người bán cái cây ấy, bán cái cây cảnh ấy. Mà chúng ta bán cái cây cảnh cho một doanh nghiệp nó sẽ là không chịu thuế. Nhưng doanh nghiệp của chúng ta mà bán cái cây cảnh ấy, cây cây cảnh quan ấy cho hộ gia đình là sẽ là 5%. Thế mà đợt trước là bọn tôi bán cái cây cảnh ấy. Trồng trên chậu, cái chậu đểu mà. Thế mà một số người là bảo bọn tôi phải 10%. Bảo là cái cây đấy là cây chế biến thôi, bảo cái cây cảnh bọn em có luộc lên đâu mà chế biến. Cái cây cảnh mà bọn em chỉ cắt tỉa, bọn em uốn nắn thì nó vẫn là sơ chế. Bọn em chỉ xuất hóa đơn là 5% thôi. Hoặc là 0% thôi. Làm lãng hoa là làm cái lãng đấy là vẫn là sơ chế mà. Nó chưa phải chế biến. Thì quan trọng là bạn mơ bán cho ai ấy. Bán cho doanh nghiệp từ doanh nghiệp kinh doanh đấy nhá, bán cho bán đi bán lại ấy, thì sẽ là không chịu thuế, nhưng mà trong trường hợp này mình nghĩ là bạn mơ sẽ phải bán 5% đấy. Không, bởi vì cái quả của em là em không chế biến mà, em chỉ để vào cái lãng hoa thôi. Đúng không? Thì nó sẽ là 5%. Cho nên là sau khi phân tích báo cáo tài chính nó truy ra được rất nhiều vấn đề á. Mọi người ạ. Cho nên tôi dám khẳng định với mọi người là sản phẩm cơ khí là 8. Bởi vì quy định nhà nước người ta chỉ nói là sắt thép thì là 10 thôi. Sản phẩm cơ khí sao mọi người lại đánh đồng với sắt thép? Đồng ý không? Sản phẩm cơ khí là chúng ta dùng trí tuệ này, chúng ta dùng máy móc này, chúng ta dùng công nhân này, chúng ta dùng thiết kế chúng ta đưa vào. Là chúng ta... Đấy là sắt thép là chỉ là một phần nguyên vật liệu của sản phẩm cơ khí thôi. Thì chúng ta phải bán là 8% chứ. Sao chúng ta bán 10 được? Đúng không ạ? Đấy, à cái sơ chế và chế biến nó có thông tư đấy. Tự nhiên tôi quên mất thông tư 144 hay sao ấy. Xin lỗi mọi người nếu mà tôi quên số thông tư nhá. Có một thông tư nói về sơ chế và chế biến. Sơ chế là ví dụ rau em cắt này, thịt em phi lê, cá em phi lê. Còn chế biến là ví dụ giống như em thái ra, em tẩm ướp, hoặc em nướng em rán lên ấy. Thì đấy là chế biến. Bởi vì tôi làm tư vấn về lĩnh vực thực phẩm rồi, cho nên tôi tìm hiểu rất là kỹ cái này. Chắc là bạn ở đồng bằng sông Cửu Long thì bạn cũng phải tìm hiểu rất là kỹ cái này. Cái con tôm mà lột vỏ ra là sơ chế. Nhưng mà cái con tôm mà tẩm gì gì đấy thì chiên lên ấy là chế biến. Không, bạn Nam ơi, mình phải dùng thông tư trở lên. Tôi cũng không, tự nhiên tôi quên mất cái tên thông tư này rồi. Quên tạm thời. Thì có cái khái niệm về thế nào là sơ chế, thế nào là chế biến. Cho nên là đôi khi là vào một doanh nghiệp, người ta nhìn cái tài khoản này, người ta bắt bài các bạn ạ. Người ta nhìn cái tài khoản nào, người ta nhìn cái tài khoản đó, cái này người ta nhìn hai cái tài khoản đấy, người ta bắt bài các bạn này, 133 và tài khoản gì ạ, 3331 đấy nhá. Đây tôi đang phân tích về góc độ ấy thì nhá, tôi chuyển sang phân tích về bảng cân đối kế toán này nhá. Người ta nhìn hai cái tài khoản này để người ta bắt bài các bạn đấy, đúng không? Người ta sẽ xem và người ta hỏi tại sao mà
tại sao mà đầu vào cao như vậy, hóa đơn đầu vào cao như vậy. Xong người ta sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao mà đầu ra của anh không được 10%. Đấy, ví dụ như vậy. Thì người ta hỏi thì mình trả lời thôi. Chứ người ta hỏi mà các bạn cứ cuống lên thì tôi nghĩ cũng không nên. Đấy là nguyên tắc làm việc thì chúng ta phải rất là bình tĩnh để chúng ta trả lời thôi, đúng không? Trường hợp thứ hai là người ta sẽ yêu cầu giải trình hàng tồn kho. Thì đây là nhược điểm lớn nhất của rất nhiều công ty, đấy là các bạn dám để tồn kho ảo. Cơ quan chức năng người ta sẽ kiểm tra, người ta phát hiện ra rất là nhanh. Đấy, các bạn nhớ nhé, các bạn dám dám để tồn kho ảo tức là các bạn bán hàng rồi, nhiều khi sếp tham, sếp lại bảo là thôi không phải xuất hóa đơn đâu, thế là nó sẽ tồn ảo. Mà khi mà tồn ảo thì đây sẽ thêm một cái bài toán là đây là tồn kho ảo nhé. Khi mà tồn kho ảo đi, tồn kho ảo thì cơ quan nhà nước người ta sẽ hỏi và người ta yêu cầu giải trình và cuối cùng kết luận rất là đơn giản thôi. Theo mọi người, khi mà tồn kho ảo mọi người cũng kết luận được thì cơ quan chức năng người ta sẽ kết luận gì? Mọi người chờ tôi 1 phút, tôi đi uống ngụm nước ấy. Quay về nội dung nhé, khi mà mọi người thấy thấy tồn kho ảo thì rõ ràng là mọi người họ vẫn chỉ có một cái phương pháp rất là đơn giản thôi, đấy là gì ạ, là ấn định doanh thu thôi, đúng không, ấn định doanh thu thôi thì toàn bộ cái phần tồn kho ảo đấy họ quy đấy là doanh thu của doanh nghiệp. Đấy là một cái phương pháp cực kỳ đơn giản mà mọi người thấy là đụng vào cái phương pháp đấy sốc tận óc luôn. Còn đương nhiên nhiều anh chị chúng ta sẽ bảo là thế giải pháp là gì? Ví dụ bạn Thúy hỏi tôi là nếu mà khi mà quyết toán thuế xuống thì phát hiện ra thì giải pháp là gì? Thì giải pháp phải làm trước khi họ xuống, đúng không? Còn khi mà họ xuống làm việc rồi thì chúng ta cũng rất là khó nói. Cho nên là nhiều khi đi tư vấn cho các doanh nghiệp ấy, tôi bảo là thôi anh các chị ạ, chúng ta đã mua hàng rồi mà chúng ta bán hàng ra thì chúng ta cũng hạn chế cái việc chúng ta không xuất doanh thu đi. Đấy là một cái phương pháp, tất nhiên còn nhiều phương pháp nữa, có gì thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người, nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải hạn chế ngay từ đầu. À, cái này là bắt buộc chứ ạ, bạn Thúy nhớ nhé, là họ được phép kiểm tra kho đấy. Chứ họ bởi vì cơ quan chức năng người ta được phép mà. Đấy, cho nên là họ được phép kiểm tra kho các bạn ấy. Là khi mà kiểm tra kho và họ được phép kiểm tra cả số liệu của năm sau. Ví dụ bây giờ mà quyết toán thuế đến năm 2023 nhé, thì họ sẽ được phép kiểm tra cả số liệu, một phần số liệu 2024 có liên quan nữa. Đấy, cho nên là các bạn thấy không ạ, làm việc chúng ta phải rất là thận trọng. Nên nếu mà làm việc mà mọi người không thận trọng thì rất là nguy hiểm, và các anh chị là bị một cái quan điểm là đôi khi chúng ta cực kỳ cẩn thận nhưng mà chúng ta lại rất là chủ quan, tức là chúng ta cẩn thận những cái nhỏ thôi, chúng ta nghĩ rằng là ổn rồi nhưng hóa ra là chúng ta chưa ổn. Đấy. Và tiếp theo đây, ví dụ phân tích, ngoài phân tích mấy cái này ra, đây hàng tồn kho phân tích rồi, phân tích công nợ thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều quan điểm phân tích công nợ. Thế tại sao người ta lại phân tích công nợ? Về góc độ cơ quan thuế, người ta phân tích công nợ làm gì? Theo các bạn, đứng ở góc độ cơ quan thuế, người ta phân tích công nợ phải thu phải trả. Xong rồi người ta phân tích là tìm kiếm các công ty liên kết để làm gì? Nó không phải là như sách vở chúng ta học đâu nhé. Ngày xưa tôi cũng không hiểu tại sao lại có những sách vở người ta lại bảo là cái công nợ phải trả nó lớn hơn công nợ phải thu, là công ty đang chiếm dụng vốn được của người khác.
những cái lý thuyết rất là cảm lạnh. Xin thưa mọi người, chả có doanh nghiệp nào mà phải trả lại có thể cao phải thu được, trừ mấy ông gọi là đặc biệt xuất sắc. Những cái ông mà ông ấy bán hàng mà người ta phải trả tiền cho ông ngay, và ông ấy không thèm trả cho người khác, những doanh nghiệp ấy cực kỳ ít. Còn thông thường là phải thu, là phải cao phải trả chứ. Chúng ta mua một cái kem 5.000 thì chúng ta bán 7.000 thì phải thu, phải cao phải trả chứ, đúng không? Cái doanh nghiệp mà phải trả mà cao phải thu ấy thì có thể rơi vào hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất là doanh nghiệp đặc biệt xuất sắc, và trường hợp thứ hai là sắp phá sản. Đấy. Cho nên là cơ quan chức năng người ta sẽ kiểm tra công nợ phải thu, công nợ phải trả, rồi họ sẽ kiểm tra xem các công ty liên kết. Đấy. Danh mục các công ty liên doanh liên kết vân vân. Đấy. Thì họ sẽ kiểm tra cái này nhằm mục đích gì? Mọi người suy nghĩ đơn giản đi nhé. Cơ quan chức năng mà kiểm tra cái này nhằm mục đích gì? Lời cho tôi rất là đơn giản thôi. Suy nghĩ cực kỳ đơn giản thôi, bởi vì cuộc sống nó vốn dĩ nó rất đơn giản đấy. Đúng rồi, bạn Hương trả lời rất chính xác. Rất là cảm ơn bạn Hương, đấy là xem có mua bán hóa đơn không. Mọi người thấy cuộc sống này nó dễ hiểu lắm ấy, chúng ta cứ làm khó hiểu thôi. Thì đúng không? Cái danh mục đây là chính là chúng ta, họ kiểm tra xem là các bạn có đi mua bán hóa đơn không. Mọi người thấy công nhận điều đấy chưa? Chúng ta có đi mua bán hóa đơn hay không ấy, và họ kiểm tra là đúng. Họ chỉ kiểm tra cái danh mục phải thu phải trả để người ta xác định xem là ông có bán hóa đơn, hoặc là ông có xuất thừa cho ông nào không, hoặc là ông có mua hóa đơn ở đâu không, cái công ty nào lạ lạ, cái dịch vụ nào lạ lạ ông có mua hóa đơn hay không, và tại sao cơ quan quản lý nhà nước người ta hay quan tâm đến công ty liên kết. Mọi người nhớ nhé, tại sao chúng ta phải khai báo công ty liên kết? Không phải là do mấy cái yếu tố là làm ăn gì đấy hoặc là gì đấy đâu, mà người ta rất rất sợ một điều. Người ta rất sợ một điều là các bạn mở cái công ty ma ra, và các bạn, đúng rồi, chính xác đấy. Các bạn mở công ty ma, các bạn mở công ty sơn sau để các bạn quay vòng linh tinh. Các bạn vay vốn ngân hàng, các bạn xuất hóa đơn linh tinh. Đúng không? Chứ không phải là các bạn sợ, nhiều bạn lại bị một cái tư duy sợ là thầy ơi không được mua bán công ty liên doanh liên kết, đúng không? Không phải. Nếu mà công ty liên doanh liên kết mua bán thật thì khuyến khích thôi. Nhưng mà chỉ sợ các bạn mở ra để các bạn lòng vòng dòng tiền. Đúng rồi, có một bạn ở trên cũng comment rất là đúng. Lòng vòng dòng tiền với nhau, làm ăn bậy với nhau, đúng không? Đấy, cho nên là bản chất nó là như vậy. Chứ không phải là bản chất là người ta không cho các bạn công ty liên doanh liên kết mua bán với nhau. Tại sao? Tôi ngày xưa tôi đã từng làm một tổng công ty nhà nước rồi. Thì cái việc mà công ty mẹ và công ty con hoặc các công ty con mua bán hàng hóa dịch vụ với nhau là chuyện rất là bình thường. Không có cái gì đặc biệt cả. Bây giờ một tổng công ty, một tập đoàn họ mở một cái công ty thành viên về lĩnh vực du lịch. Thì chúng tôi đi du lịch ở công ty đấy thì đấy là giao dịch liên kết chưa? Rồi đúng không? Cái đấy nhà nước có cấm không? Không. Mà người ta chỉ cần yêu cầu các bạn khai báo ra thôi. Cho nên chúng ta đừng có sợ. Nhiều anh chị cứ nói đến liên doanh liên kết là sợ, là không đúng. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có chủ quan. Bởi vì cơ quan nhà nước thì người ta nghiên cứu cái đấy để nhằm mục đích là xem các anh chị có làm cái gì, có vi phạm pháp luật hay không thôi. Chứ còn các anh chị cứ làm ăn bình thường thì ai làm gì chúng ta đâu. Cho nên mọi người thấy tất cả những cái sự chủ quan ấy, sự coi thường, và đều dẫn đến cái kết cục rất là nguy hiểm. Giống như một số bạn bán hàng online ấy. Người ta rất là đơn giản, người ta vào kho người ta kiểm kê thì làm gì có hóa đơn, đúng không? Đây, kiểm tra tồn kho thì làm gì có hóa đơn chứng từ. Khi mà không kiểm tra mà hàng tồn kho mà không có đầu vào là tức là hàng lậu rồi, mọi người công nhận không? Khi mà nói về kiểm kê hàng tồn kho nhá, mà người ta chỉ cần tra ra một cái vấn đề là gì, là không có đầu, không có hóa đơn, hóa đơn đầu vào, tôi chưa nói đầu ra, rằng người ta có quyền kết luận để chúng ta là hàng lậu. Chứ còn hàng nông sản thì mọi người thấy là mấy bạn ở trong lớp mình có một số bạn là người miền Tây, đúng không? Hàng nông sản thì chúng ta có khi chỉ cần bảng kê thôi, chúng ta chả vi phạm pháp luật gì. Ví dụ chúng ta kinh doanh nông sản, đầu vào chúng ta là bảng kê, chúng tôi mua cây, chúng tôi mua qua bảng kê,
bọn tôi mua cây của cái vùng Đồng Tháp ấy, vùng Lai Vung ấy, vùng Sa Đéc ấy, thì bọn tôi cũng chỉ có bảng kê thôi chứ làm gì có hóa đơn, bởi vì hộ nông dân họ làm sao họ có hóa đơn được, họ chỉ có bảng kê thôi, đúng không ạ? Chúng ta cũng không sang. Nhưng mà cái việc mà có bảng kê và không có bảng kê là câu chuyện là đi rất là xa rồi. Cho nên là chúng ta phải suy luận ra từ cái báo cáo chúng ta công bố, chứ không thể cái báo cáo chúng ta công bố là bây giờ lại bảo là trong kho bọn em có 5 tỷ tiền hàng và công ty lại công ty thực phẩm mà tồn kho đến 5 tỷ tiền hàng thì chết rồi. Sau này tôi truy ra là tôi hỏi là thế cuối cùng là nguyên nhân là gì, bạn bảo là em, bọn em kế toán bọn em cũng khờ, mua lợn thì lại mua cả con, mọi người hiểu không ạ? Mua lợn thì khâu giết mổ thì không được làm rồi, mua lợn mà giết mổ rồi ấy, thì mua cả con. Tuy nhiên là bán lợn thì có được bán cả con đâu, phải bán sườn, phải bán ba chỉ. Thì trong quá trình mà xẻ thịt ra ấy, thì nó sẽ bị hao hụt đi, nó phải có cái phần vứt đi ấy. Đấy, ví dụ giống như một con lợn một tạ chẳng hạn là cũng phải vứt đi mất đến khoảng độ 10 cân ấy. Thì cứ mỗi hôm tích 10 cân, mỗi hôm tích 10 cân, xong tất nhiên là cái đấy là vứt đi rồi, nhưng mà trên sổ đấy lại vẫn đang còn nguyên, đúng không? Tức là mọi người thấy là ví dụ giống như là mọi người mua trái cây nhá, thì mọi người mua một tạ thì mọi người bán được có 90 cân thôi, thì nó vẫn còn 10 cân. Tất nhiên 10 cân đấy là thối vứt đi, nhưng do các bạn làm kế toán các bạn non, do các bạn làm kế toán các bạn quá non, cho nên các bạn lại thể hiện luôn là vẫn đang còn 10 kg đấy. Là vẫn đang còn 10 kg đấy thì thực ra là hết rồi, nhưng mà trên sổ mình vẫn còn, thì đương nhiên cơ quan chức năng người ta vào người ta kiểm kê người ta lại không thấy, thì hóa ra là mình lại tự đưa chúng ta vào hàng tồn thọ. Cho nên có một giải pháp rất là đơn giản là nếu mà bán hàng chúng ta xuất hóa đơn, hoặc có một trường hợp rất là đơn giản nữa là nếu mà hàng hư hỏng chúng ta phải xử lý. Đúng, chính xác như bạn Hương nói đấy, hàng hư hỏng thì hàng tháng chúng ta phải xử lý đi, chúng ta phải lên bảng kê chúng ta xử lý. Còn nhiều anh chị bảo là xử lý như nào thì có quy định của pháp luật rồi, chúng ta cứ xử lý thôi. Quan trọng là nhiều khi mọi người không để ý ra cái vấn đề đấy, hoặc là nhiều người sợ không dám làm, đâm ra là cứ để đấy thì dần dần nó tích tụ dần, nó lại thành hàng tồn kho. Trên sổ sách thì đúng là tồn kho, nhưng mà trong kho làm gì có. Đấy là một cái vấn đề. Có một vấn đề nữa thì mọi người sẽ thấy là rất nhiều anh chị rơi vào một cái trạng thái nữa. Rơi vào một cái trạng thái nữa là gì? Là bởi vì hàng tồn kho của mọi người như vậy, cho nên là cơ quan chức năng người ta mới quy đổi ra doanh thu. Mọi người nhá, hàng tồn kho như vậy thì người ta mới quy đổi ra doanh thu. Thì khi mà quy đổi ra doanh thu thì người ta mới phát hiện ra, và có những cái vấn đề mà khi mà phân tích báo cáo tài chính có thể ra được ngay. Tôi lấy một ví dụ rất là đơn giản thôi, cái tài khoản 334. Khi mà phân tích báo bảng cân đối kế toán, mọi người thấy là 334 nhá, có một quy định rất là đơn giản là gì ạ? Là đến ngày 31 tháng 3 của năm sau, là nếu mà các cái khoản lương ấy mà không chi trả sẽ không được tính vào chi phí hợp lý của năm trước. Mọi người đã đọc cái quy định này chưa? Mọi người đã đọc quy định này chưa? Đúng không? Cái quy định này đúng không ạ? Rồi, ok nhá. Rất nhiều bạn xác nhận là cũng đúng rồi, bởi vì văn bản nó chỉ có thế thôi mà. Cho nên là nhiều công ty là bị ăn đòn bởi vì kế toán. Cái công ty xây dựng mà tôi tư vấn là vừa rồi cũng suýt bị ăn đòn vì cái này đấy mọi người ạ. Tức là các cái dự án tư vấn xây dựng ấy, thì chủ nhiệm đứng đầu thì toàn bộ cái phần chi phí đấy chúng tôi hạch toán vào tài khoản 331. Hồi đấy làm việc với cơ quan chức năng thì người ta bảo là hạch toán 331 cũng không đúng. Thì tôi bảo thôi cái này không quan trọng lắm đâu. Bởi vì ví dụ có một cái dự án thiết kế một cây cầu thì cái thầy chủ nhiệm đấy, thầy ấy nhận làm thì tổng chi phí của thầy là hết 1 tỷ. Thì đáng nhẽ là chúng ta phải chia ra 331 rồi 334 các thứ đúng không ạ? 338 gì đấy. Nhưng tôi lười, tôi ghi luôn vào 331. Tôi cho nhân viên tôi ghi luôn vào 331. Thì cơ quan chức năng người ta đến người ta bảo là ghi vào 331 là không đúng. Thì tôi bảo thực ra ấy, 331 hay 334 ấy thì nó cũng chỉ là cái tài khoản trung gian thôi, đồng ý không ạ? Cho nên là cái việc ghi như vậy thì cũng không sai.
Đấy, lương tiền mặt thì được, nhưng mà cái sai của công ty ấy là do ông xuất hóa đơn rồi, do ông xuất hóa đơn rồi, tức là năm cũ ông xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu rồi thì ông cũng phải làm chi phí, đúng không? Tức là năm cũ là các bạn ví dụ năm nay à, năm ngoái 2023 là mọi người xuất hóa đơn rồi ghi nhận doanh thu, thì đồng thời ghi nhận doanh thu mọi người phải ghi nhận chi phí chứ, không ghi nhận chi phí thì nộp thuế bao nhiêu cho đủ, đồng ý không ạ? Đấy, nhưng mà ghi nhận chi phí rồi thì công ty lại không có tiền trả lương. Các công ty xây dựng hay có cái trò ngày xưa mọi người biết, các bên ngành xây dựng có khi họ nợ lương phải đến 6 tháng thì họ không có tiền trả lương. Vâng, thế mà không có tiền trả lương thì người ta sẽ xem, người ta thấy cái mốc 31 tháng 3 ấy, là ông chưa trả được lương. Và khi mà 31 tháng 3 năm sau ấy, ông chưa trả được lương thì họ đòi loại toàn bộ cái chi phí đấy ra khỏi chi phí hợp lý. Thì khi mà loại chi phí ra thì đương nhiên là thuế các bạn phải nộp, đúng không? Và còn bị phạt, nó thứ rất là phức tạp nữa. Cho nên mọi người thấy không ạ? Cơ quan chức năng hoặc bất kỳ ai ấy, người ta có kinh nghiệm, người ta chỉ cần tra cứu cái tài khoản 334 thôi của năm sau hoặc là của chính cái năm đấy. Đây, họ tra cứu nhá. Ví dụ giống như là cái tài khoản 334 tại thời điểm 31 tháng 12 mà tự nhiên nó vọt lên rất là cao, thì họ sẽ có quyền họ hỏi là cái khoản này đến quý 1 năm sau có trả được không? Đấy, có trả được không? Mà nếu mà trả được họ sẽ cho đấy là chi phí hợp lý. Còn nếu mà không trả được ấy, thì họ sẽ không coi đấy là chi phí hợp lý. Và rất nhiều các anh các chị là chủ quan thì chúng ta bị ăn đòn ở cái điểm này. Hoặc là đơn giản là người ta sẽ gây khó dễ ở anh các chị một cái điểm rất là đơn giản đấy thôi. Đấy, có vốn khống. Tôi tư vấn cho một công ty chuyên về lĩnh vực về viễn thông. Mọi người biết về lĩnh vực viễn thông ấy thì cái vốn điều lệ ban đầu nó rất là cao. Cái vốn điều lệ nó phải lên đến 100 tỷ cơ. Và đương nhiên các công ty ở Việt Nam thì làm sao mà góp được 100 tỷ, đúng không? Các công ty Việt Nam không thể góp được 100 tỷ đâu. Còn vốn điều lệ nó lên đến 100 tỷ cơ. Thì câu chuyện cực kỳ là cảm lạnh. À, khi mà cơ quan chức năng họ vào họ kiểm tra thì họ đặt ra một cái vấn đề là công làm cái gì mà vốn điều lệ của công lên đến 100 tỷ vậy? Thì cũng trả lời bảo là bọn em thì cái quy định của bên ngành viễn thông thì vốn điều lệ của bọn em phải 100. Thế ông ấy bảo là thế đối ứng với cái 100 đấy thì như này. Thì ví dụ giống như là chúng ta ghi đây nhá, ghi có của tài khoản 411 đi. 411. Theo mọi người sẽ ghi nợ của tài khoản gì? Cả lớp. Mọi người sẽ ghi nợ tài khoản gì ạ? Đấy. Ví dụ giống nhiều anh chị sẽ bảo 111 này, 112 này, đấy, 138 này, đấy, 211 này. Đấy, ví dụ thế, rất nhiều quan điểm khác nhau. Mà lên đến 100 tỷ. Mọi người mạnh dạn trả lời giúp tôi xem ạ. Đấy. Bây giờ một ngày mát trời mà chúng ta ghi vào tài khoản 111 đi. Đấy. Chúng ta ghi 112, chúng ta ghi 211. Là dám khẳng định với mọi người là rủi ro các bạn kế toán phải gánh chịu. Bởi vì đây là một cái bút toán ảo mà lại 411 của chúng ta đang ảo mà chúng ta lại dám đối ứng với cái thật. Là mọi người tự gây rắc rối cho chúng ta rồi. Cho nên là xưa đến giờ ấy, một là không ghi, mà hồi đấy nhá, ông giám đốc lại còn dám làm, cái ông giám đốc đấy tôi không tiện nói tên, ông còn dám làm giả ủy nhiệm chi với giấy rút tiền để ông khẳng định đấy là tiền vào tài khoản rồi, không cẩn thận đi tù đấy mọi người ạ. Bởi vì làm giả ủy nhiệm chi với chứng từ ngân hàng này đi tù còn gì. Cho nên giải pháp ở đây rất là đơn giản thôi, là chúng ta dùng cái tài khoản 138 này này, tội vạ đâu thì không biết. Đấy, bởi vì hai cái ảo cho nó ảo với nhau, ghi như thế này là cũng là không đúng.
xin thưa mọi người ghi như thế này không đúng, và ghi như thế nào cũng không đúng, nhưng thà ghi như thế này còn hơn. Mọi người nhớ giúp tôi nhé, chúng ta ghi vào 111 hay 112, 138 hay là bất kỳ cái gì đều không đúng cả, nhưng mà thà chúng ta ghi như thế này còn hơn. Mọi người công nhận điều đấy không ạ? Chả xử lý được đâu bạn Hương ơi, xử lý làm sao được. Bây giờ một người hứa là mình dành cả tuổi thanh xuân cho bạn, xong rồi ta đi lấy vợ thì thôi. Đồng nghĩa. Đúng rồi, như thế nào thì các bạn cũng sẽ ấy, chưa thực góp liên quan đến chi phí lãi vay hay như thế nào. Bạn Ngân nói đúng, nhưng mà kệ người ta thôi ạ. Chứ dạy gì mình ghi vào 111, 112. Bây giờ nhỡ may sau này công ty bán đi, chúng ta làm gì có số tiền thật mà để chúng ta chứng minh là đấy. Người ta hỏi chúng ta bảo không có tiền thật đâu, người ta bảo thế anh biện thủ công quỹ à, thì lúc đấy chúng ta trả lời làm sao. Đồng ý không ạ? Đấy là một cái nguy hiểm. Nhiều anh chị bảo cứ ghi đi, cứ chúng ta cứ ghi một cái phiếu thu đi, thế ghi một phiếu thu hôm sau thì chúng ta ghi phiếu chi, thế thì thành ra chúng ta vi phạm pháp luật rồi. Nó rất là nguy hiểm ở cái điểm đấy. Cho nên là vui là chúng ta phải vui tới bến, mà vui là phải vui trên tinh thần là không có hậu quả. Chứ chúng ta ghi vào 111, 112, đặc biệt 112 này chúng ta lại còn bốc phép chứng từ, tức là nó sẽ, người ta sẽ vui vào một cái tội là chúng ta làm giả chứng từ tài liệu. Đồng ý không ạ? Thì cái tội đấy cũng tội không nhỏ đâu. Cái tội đấy là tội không hề nhỏ chút nào. Cho nên mọi người thấy không? Khi mà phân tích báo cáo, hồi thấy tôi tư vấn cho doanh nghiệp mà người ta cũng vặn rất là nhiều. Họ bảo tại sao em dám ghi vào đây 80 tỷ. Tôi bảo thực sự là bọn em không còn cách nào khác. Còn nếu mà vi phạm gì thì các anh chị cứ xử lý. Không, nhiều người xui tôi bảo ghi vào 111 hoặc là ghi làm anh sếp lại bảo là thôi để anh làm giả cái ủy nhiệm chi để anh ghi. Ôi mà sao anh lại làm như vậy? Ngày mai là anh đi tù ngay vì tội làm giả giấy tờ tài liệu của ngân hàng. Cho nên chúng ta cứ ghi như này đi. Ghi như này là chắc chắn là không đúng. Mọi người công nhận điều đấy không ạ? Bởi vì không thể góp vốn bằng một cái phải thu ảo được. Nhưng phải thu được. Nhưng mà nó còn đỡ ảo hơn cái việc chúng ta ghi 111, 112. Đồng ý không? Đấy. Rất nhiều anh chị đừng có nghĩ rằng là chúng ta ghi là đơn giản. Quay từ câu chuyện sổ, à câu chuyện báo cáo, thì chúng ta phải quay về câu chuyện về sổ. Và tiếp theo là chúng ta phải quay về câu chuyện về chứng từ nữa cơ. Quá là nguy hiểm mọi người. Cho nên là bạn Ngân nói vui đấy, đúng đấy. Làm thì đam mê là vì vậy. Cho nên là tất cả các cái khâu ở trên một cái báo cáo tài chính ấy, xin thưa mọi người, có rất nhiều các cái vấn đề chúng ta phải xem và chúng ta phải phân tích ra. Và khi mà phân tích ra được, chúng ta phải biết được là chúng ta gặp những cái rủi ro gì. Và khi mà gặp các cái rủi ro như vậy thì chúng ta phải tìm cách chúng ta giải quyết như thế nào. Thì đây là bản chất của cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Đúng rồi, chính xác, bạn Minh Trang nói chuẩn đấy. Chúng ta chọn phương án rủi ro thấp nhất, đúng không? Nó giống như cái câu chuyện mà đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ấy, thì có rất nhiều cách đi, nhưng mà có lẽ là nhanh nhất và mất nhiều tiền nhất nhưng mà rủi ro thấp nhất lại chính là đi máy bay. Bởi vì không ai khẳng định được 2.000 km đấy mọi người đi ô tô nó an toàn hơn được cả, và đi máy bay vẫn an toàn hơn. Thì trong các cái phương án ở đây mọi người thấy là cái phương án của tôi là phương án không ổn đâu. Đấy, đúng rồi bạn Hồng Nguyễn, là phương án của tôi là không, cái phương án này là phương án không ổn, nhưng mà là phương án ổn nhất trong những phương án tệ. Chứ còn lý thuyết thì chuẩn nhất thì mọi người sẽ phải góp vốn bằng thật, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng đây là không có vốn thật thì chúng ta thà chúng ta treo vào đấy còn hơn. Cho nên đấy là một cái kinh nghiệm nhá, khi mà mọi người làm không biết xử lý như nào ấy thì cứ 138 và 338 mọi người ghi vào, thì thà chúng ta cứ treo vào đấy còn hơn là chúng ta ấn định vào một cái tài khoản nào đấy. Mọi người đồng ý không? Chúng ta treo vào như vậy còn hơn là chúng ta để vào chi phí, còn hơn đúng chúng ta bỏ vào tài sản. Đấy là cái bản chất mà tôi muốn phân tích cho mọi người ra để mọi người hiểu hơn. Còn đương nhiên là trong một buổi ấy, thì cái thời lượng nó cũng sẽ rất là ít, cho nên là cũng chỉ chia sẻ cho mọi người những cái nội dung này thôi.
Còn nếu mà các anh chị mà đây là cũng rất là vui vẻ thôi, cũng không có vấn đề gì ngại ngùng cả. Nếu mà các anh chị mà muốn học chuyên sâu hơn ấy thì chúng tôi sẽ có cái lớp để chuyên sâu cho mọi người. Còn nếu mà mọi người mà cảm giác mà như vậy là đủ rồi, hoặc là cái này cũng để chia sẻ cho mọi người để vui vui thôi, thì chúng ta tôi nghĩ là cái buổi này cũng rất là hay, bởi vì tôi cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cũng khá nhiều. Còn nếu mà một số anh chị ở trong nhóm này lúc nãy chat hỏi tôi với lại hỏi bên bên chương trình ấy, nếu mà mọi người mà muốn học những cái nội dung chuyên sâu hơn ấy, thì chúng tôi cũng có những cái nội dung chuyên sâu, thì tôi cũng trên quan điểm rất là hay là tôi muốn thế nào tất cả chúng ta các anh các chị đi lên thì chúng ta cần đầu tư vào chuyên môn. Đấy, đầu tư vào chuyên môn để nếu mà chúng ta muốn phát triển thì chúng ta cũng có những cái kiến thức, có kinh nghiệm để chúng ta phát triển. Còn nếu mà chúng ta muốn hỗ trợ để cho doanh nghiệp để giải quyết công việc hiện tại thì chúng ta cũng có kiến thức, kinh nghiệm để giải quyết. Và đặc biệt là khi mà có cái cơ hội hoặc khi mà có cái rủi ro xảy ra là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tự tin để chúng ta di chuyển sang công ty khác. Thế là chương trình ở bên Unica thì họ cũng có những cái lớp chuyên sâu để cho mọi người cũng có thể học. Thì bây giờ chắc là nhờ các bạn bên Unica có thể chia sẻ nhỉ.